Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 61. Từ Ngạo Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói, mà cả bông, cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho tôi nghe một chút. Ha ha, Từ tiểu thư bảo tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó à? Hay là, Từ tiểu thư còn coi bản thân là thiên kiêu của đế đô năm đó hay sao? Rõ ràng người đàn ông mặc tây trang này chỉ là vệ sĩ hoặc là tùy tùng của Tạ Thiên Ngọc mà cũng dám không để Từ Ngạo Tuyết vào mắt. Từ Ngạo Tuyết híp hai mắt, đứng thẳng người, chậm rãi nói, quỳ xuống, tự mình và miệng 100 cái, đừng để tôi nói lần thứ hai. Người đàn ông mặc tây trang khinh thường nói, Từ tiểu thư vẫn nên nhanh chóng lên lầu đi lâu, cô không dọa được tôi đâu. Tề Đẳng Nhàn rất hứng thú nhìn một màn này, những người này đều cảm thấy Từ Ngạo Tuyết là phượng hoàng rơi xuống không bằng gà, cả đám hận không thể dẫm cô ta nhiều thêm mấy phát. Trên thực tế, cuộc đời cũng chính là như vậy, khi cậu còn ở đỉnh, một đám người tâng bốc cậu, khi cậu nghèo túng thì sao, hận không thể lại đến cho cậu mấy phát đá, hoàn toàn dẫm cậu thành một đống bùn lầy. Nhưng Từ Ngạo Tuyết chung quy là người hiếu thắng, cho dù cuộc sống thật sự bị dẫm thành bùn lầy cũng phải nặn ra một đóa hoa đuôi chó đúng không? Từ Ngạo Tuyết quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, hỏi, nói như thế nào? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói, liên quan gì đến tôi? Tôi đang nghĩ có nên ném Balenciaga gì đó vừa mới mua hay không, được rồi, thứ có hoa không có quả vẫn nên ném đi. Từ Ngạo Tuyết lạnh nhạt nói. Tề Đẳng Nhàn lập tức không thể ngồi yên không nhìn đến, Từ Ngạo Tuyết chính là lão tình nhân của hắn đấy, một tên thuộc hạ của Tạ Thiên Ngọc cũng dám đối xử vô lễ với cô ta như vậy. Không lựa lời như vậy. Chuyện này sao có thể nhịn? Chuyện này không liên quan đến Balen này Balen nọ. Chủ yếu là hắn không thể nhìn người khác chèn ép Từ Ngạo Tuyết như vậy đúng không? Thân là một người đàn ông, về tình về lý đều không thể nhìn người đàn ông khác bắt nạt phụ nữ. Cho nên, hắn lý lẽ đương nhiên, chính khí lẫm nhiên, cương trực công chính, lời lẽ chính đáng đứng dậy, trầm giọng nói, quỳ xuống. Sau khi người đàn ông mặc tây trang nghe được lời này thì sửng sốt, sau đó híp mắt cười lạnh, nói, Từ tiểu thư. Tốt nhất cô đừng để cho đàn em của mình ra tay với tôi. Thứ nhất, hắn không phải là đối thủ của ta. Thứ hai, bây giờ cô tốt nhất đừng có xung đột gì với Tạ tiểu thư. Nếu không, cô ăn thuốc hối hận cũng không kịp đâu. Tề Đẳng Nhàn vui vẻ hỏi, ai cho cậu tự tin vậy? Anh muốn ra tay, được thôi, tôi cho anh cơ hội ra tay trước, miễn cho lát nữa anh ngã xuống quá nhanh, Tạ tiểu thư sẽ trách cứ tôi không hiểu lễ phép, không tôn trọng Từ tiểu thư. Người đàn ông mặc tây trang mỉm cười nói, trên mặt tràn ngập sự tự tin thái quá. Nhà họ Tạ ở đế đô là đại gia tộc danh tiếng ngang hàng với nhà họ Vương, nội tình thâm sâu, người của bọn họ sao Seto thể là hạng vô danh tiểu tốt. Có tự tin như vậy cũng không làm người khác cảm thấy bất ngờ. Dầm. Một cái tát bỗng nhiên rơi trên mặt người đàn ông mặc tây trang. Cái tát này không quá mạnh, ít nhất chưa đánh người bay ra ngoài, nhưng cũng đủ đau. Người đàn ông mặc tây trang sững sờ, tốc độ ra tay của Tề Đẳng Nhàn lúc nãy, vậy mà lại nhanh đến mức khiến cho hắn ra không kịp có bất kỳ phản ứng gì. Tề Đẳng Nhàn cười cười nhìn về phía hắn ta, nói thế nào? Người đàn ông mặc tây trang tỉnh táo lại, giận dữ, sau đó lại có một cái tát đánh vào mặt hắn ta. Từ tiểu thư bảo cậu vả miệng thì cậu ngoan ngoãn tự mình vả miệng đi, cứ nhất định phải để cho tôi làm, như thế rất không tự trọng đấy. Tề Đẳng Nhàn ý cười đầy mặt nói, đồng thời quay đầu liếc mắt đưa tình với Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết lại không có sắc mặt tốt cho hắn, thậm chí còn đang nguyền rủa hắn trong lòng, tên khốn này ủi cải trắng cũng đã ủi không biết bao nhiêu lần, thấy cô ta chịu nhục lại không chủ động ra tay, còn nhất quyết bắt cô ta đưa ra chỗ tốt trước. Chưa từng thấy qua kẻ nhỏ nhen, vô lương như vậy. Tề Đẳng Nhàn lập tức không vui, anh em ra tay giúp cô giải quyết khó khăn. Vậy mà cô lại trưng ra bộ mặt bí xị, có ý gì đấy? Nếu không phải nể mặt Balen, Phi, nếu không phải tôi thân là một giám ngục chính trực, nhị đương ra nhà tù Udo, hơn nữa phẩm đức tốt đẹp, chân thực nhiệt tình, hiệp can nghĩa đảm, hắn mới lười đi quan tâm mấy chuyện hư hỏng này. Người đàn ông mặc tây trang bị hai cái tát liên tục của Tề Đẳng Nhàn đánh cho đầy miệng toàn là máu, đầu óc cũng ong ong, trong lúc nhất thời có hơi choáng váng. Quỳ xuống đi, Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Đúng lúc này,
Trên cửa cầu thang truyền đến giọng nói của Tạ Thiên Ngọc, Từ Ngạo Tuyết, cô ồn ào đủ chưa thế? Hiện tại cô, ngay cả con kiến cũng phải chủ động đi lên dẫm một phát, thật sự là càng ngày càng không có phẩm chất đúng không? Từ Ngạo Tuyết nói với Tề Đẳng Nhàn, ném người này vào trong biển đi. Tề Đẳng Nhàn cũng không lắm lời, hôm nay Từ Tổng là lớn nhất, cô ta nói cái gì thì là cái đó. Vì thế, hắn nắm lấy bả vai người đàn ông mặc tây trang, tùy tiện ném đi, người này cưỡi mây đạp gió bay ra xa vài mét, bùm một tiếng rơi vào trong nước biển lạnh lẽo. Tạ Thiên Ngọc thấy một màn như vậy, trong ánh mắt không khỏi có một chút bất mãn, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, Từ Ngạo Tuyết lăn lộn thuộc hạ của cô ta như vậy, thật đúng là kiêu căng có thừa. Từ Ngạo Tuyết thấy người đã bị ném vào trong biển, vừa lòng gật gật đầu, sau đó cất bước đi lên lầu. Tề Đẳng Nhàn cũng đi lên lầu theo. Bong tàu trên tầng trống không, chỉ bày duy nhất một cái bàn ở trung tâm, Tạ Thiên Ngọc ngồi ở đó cùng một người đàn ông tuổi trẻ, bên cạnh mép thuyền có một mỹ nữ mặc sườn xám cổ điển đang đánh đàn tranh. Sau khi Tề Đẳng Nhàn thấy một màn như vậy, có chút khịt mũi coi thường, bọn họ mời người đến chơi đàn tranh đơn thuần là vì học đòi văn vẻ đúng không? Đám nhị thế tổ tới từ đế đô thật sự rất thích cố làm ra vẻ, thể hiện tư thái. Từ Ngạo Tuyết, lại đây ngồi đi. Tạ Thiên Ngọc vẫy vẫy tay với Từ Ngạo Tuyết, khi nói chuyện mang theo cảm giác miệt thị, phảng phất như chủ nhân đang tiếp đón người làm. Vẻ ngoài và dáng người của Tạ Thiên Bảo cũng có thể thuộc hàng đỉnh cao, dù sao cô ta cũng là tiểu thư của gia tộc quyền thế ở đế đô, khí chất và cách ăn mặc gì gì đó đều được chăm chút rất đúng chỗ. Mà người đàn ông bên cạnh Tạ Thiên Bảo không thể nghi ngờ chính là cậu ấm Quý Khải của nhà họ Quý ở Hương Sơn. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết lạnh nhạt bước tới bàn và ngồi thẳng xuống ghế. Tề Đẳng Nhàn cũng chuẩn bị ngồi xuống, Tạ Thiên Bảo lại nói, một hạ nhân sao lại không hiểu chuyện như vậy, cũng dám ngồi trên bàn này à? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười nói, cô nghĩ mình là ai? Cảm thấy bản thân là người bề trên sao? Sau khi Tạ Thiên Bảo nghe hắn nói như thế, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Từ Ngạo Tuyết, còn không mau quản chó săn của cô đi. Tôi sợ tôi tức giận, một tên chó săn như hắn cũng không đủ cho cá mập ăn. Từ Ngạo Tuyết thản nhiên nói, Tạ tiểu thư cũng không biết dạy dỗ chó săn của mình, còn có mặt mũi mà nói tôi sao? Này, chó săn, anh cứ ngồi đi, không cần để ý. Tề Đẳng Nhàn muốn đấm Từ Ngạo Tuyết hai cái, thật đúng là dẫm lên mặt mũi của hắn. Hai mắt Quý Khải nhìn Tề Đẳng Nhàn từ trên xuống dưới, sau đó nhìn vào chỗ khác. Hôm nay anh ta cũng không cần nói chuyện quá nhiều, chỉ cần lộ mặt, giúp Tạ Thiên Bảo mà thôi. Thanh danh của Quý gia ở Hương Sơn là một mẫu ba phần đất, như sấm ở bên tai. IMU San Fender, ngày xưa, một mẫu bằng 6.000 thước hay xích tương đương 0,33 mét vuông. Hiểu một cách nôm na là 3 phân, 3 cm cm, so với cả 100 mét bằng dấu lớn chẳng đáng bao nhiêu. Anh ta chỉ cần ở chỗ này là có tác dụng uy hiếp. Trong mắt Tạ Thiên Bảo hiện lên sự tức giận, nhưng cô ta lười đối phó với loại nhân vật nhỏ không chút thu hút như Tề Đẳng Nhàn. Từ Ngạo Tuyết, cô ký văn kiện này tôi còn có thể giữ lại cho cô một ngụm canh để uống. Tạ Thiên Bảo tùy ý ném túi văn kiện trong tay lên bàn, thản nhiên nói với Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết căn bản không cần nhìn cũng biết văn kiện này hơn phân nửa yêu cầu cô ta chuyển nhượng tài sản của Nam Dương. Cô ta rất vất vả mới xông xáo vào mảnh đất Nam Dương, lại có người ngay lập tức đến hái đào. Ám chỉ có một số người muốn ngồi hưởng thành quả của thành công, muốn gặt hái thành quả mà không cần bỏ công sức. Hơn nữa, quan hệ giữa nhà họ Tạ và nhà họ Triệu không giống bình thường, Tạ Thiên Bảo đến Hương Sơn tìm cô ta gây phiền toái, hơn phân nửa là được nhà họ Triệu ngầm đồng ý. Từ Ngạo Tuyết từ chối yêu cầu hợp tác của nhà họ Vương. Ngoài miệng nhà họ Triệu chưa nói gì, nhưng bên trong chắc chắn đã tồn tại bất mãn. Bọn họ cảm thấy Từ Ngạo Tuyết từ một kẻ tôi tớ dựa vào nhà họ Triệu bọn họ mới có thể quật dậy lần nữa, vậy mà lại dám phản kháng mong muốn của chủ, bất kể thế nào cũng phải mỉa mai một trận. Từ Ngạo Tuyết hờ hững nói, cô muốn tôi ký thì tôi phải ký à, tôi không cần mặt mũi chắc. Tạ Thiên Bảo cười ha hả, nói, cô còn muốn mặt mũi gì chứ? Cô đã sớm không còn như trước. Chỉ là tôi tớ dựa vào phần thưởng khẩu phần ăn của nhà họ Triệu mà thôi. Nếu không có nhà họ Triệu, cô có thể có ngày hôm nay sao?
Nhà họ Tạ chúng tôi có quan hệ thông gia với nhà họ Triệu, tính ra tôi cũng là chủ của cô. Lời nói của chủ, cô là tôi tớ mà dám không nghe lời sao? Tề Đẳng Nhàn mặc kệ, hắn vươn tay tóm lấy một con cua lớn trên bàn, mở ra và bắt đầu thưởng thức. Nghe lời nói của Tạ Thiên Bảo, trong lòng Từ Ngạo Tuyết càng bốc hỏa. Cô ta nương nhờ vào nhà họ Triệu nói rất coi trọng năng lực của cô ta, sẽ cho cô ta sự tôn trọng. Nhưng sự thật không phải như thế. Những người của nhà họ Triệu ngoài miệng nói tôn trọng cô ta, nhưng lại đối xử với cô ta như tôi tớ. Có lẽ bọn họ sẽ không trực tiếp nói trắng ra, nhưng người có quan hệ với nhà họ Triệu lại nói rõ sự thật, thật quá đáng. Đây chính là nguyên nhân khiến cô ta càng ngày càng bất mãn với nhà họ Triệu, cô ta cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp. Ha ha, ăn, chó săn chỉ biết ăn thôi, không thấy cô ta đang nhục nhã tôi sao? Từ Ngạo Tuyết không nhịn được căm phẫn đập xuống mặt bàn, quay đầu giống lên với Tề Đẳng Nhàn. Bởi vì bên ngoài có chó sủa, Tề Đẳng Nhàn lại nói. Có chó sủa thì liên quan gì đến anh? Từ Ngạo Tuyết nói. Vậy tôi ăn hay không thì liên quan gì đến cô? Tề Đẳng Nhàn đã ăn sạch một con cua lớn, cảm thấy rất hài lòng. Danh tiếng của lâu đài trên biển này thật sự không chỉ là một lời đồn thổi, đầu bếp rất lợi hại. Sắc mặt Tạ Thiên Bảo trầm xuống, lạnh lùng nói, Từ Ngạo Tuyết, đừng có ngắt lời tôi. Văn kiện này cô thành thật ký cho tôi, nếu không hôm nay cô chắc chắn không ra được nơi đây. Từ Ngạo Tuyết cầm đũa lên, bắt đầu gắp thức ăn, nói, vừa lúc tôi cũng không tính đi, dù sao chó săn này ăn, tôi phải ăn cùng với hắn. Tạ Thiên Bảo cảm thấy hai người này đơn thuần tới hát đôi, hoàn toàn đều có lệ muốn tránh nặng tìm nhẹ, căn bản không định trả lời câu nói của cô ta. Các người muốn chết sao? Đây là đang chuẩn bị ăn bữa cơm cuối cùng. Hai tay Tạ Thiên Bảo đặt lên bàn, nghiêng người về phía trước, lạnh lùng hỏi. Tề Đẳng Nhàn cầm lấy ly nước trái cây uống một ngụm, thoải mái mà thở dài, cười nói, Tạ Thiên Tiểu sợ là không ăn được đồ ăn ngon như vậy, cả ngày bị người ta lấy máu, phải cắt một cái thận. Hắn vừa nói lời này ra, ngay lập tức khiến cho biểu cảm trên mặt Tạ Thiên Bảo cứng đờ. Ngay cả Từ Ngạo Tuyết cũng không nhìn được kinh ngạc khiếp sợ, cô ta đương nhiên biết Tạ Thiên Tiều là ai, nhưng lời Tề Đẳng Nhàn nói là có ý gì. Sắc mặt Tạ Thiên Bảo tối sầm, nói anh biết cái gì. Tề Đẳng Nhàn nói, quan chức quân sư Sần ở Tam Giác Độc là bạn tốt của tôi, dù sao tôi và cậu ta đều mập mạp. Tôi nghe nói cậu ta đã bắt dê béo thiếu gia nhà họ Tạ, ngày nào cũng mổ xẻ lấy máu cắt thịt anh ta, còn có tiền để lấy, thật khiến tôi ghen tị. Người nhà họ Tạ vì muốn bảo đảm tính mạng cho Tạ Thiên Tiều mà mỗi ngày đều gửi tiền vào tài khoản của lão đồ tử, từ mấy chục vạn đến mấy trăm vạn. Vẻ mặt của Tạ Thiên Bảo hoàn toàn trở nên khó coi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn, nghiến răng nghiến lợi nói anh và tên mập mạp kia là bạn tốt. Được lắm, hôm nay tôi bắt anh lại, anh ta đối xử với anh tôi thế nào, tôi cũng sẽ khiến cho người khác đối xử với anh như thế đó. Tề Đẳng Nhàn cười nói, cô nói đùa phải không? Tạ Thiên Tiều không phải người, giết người phóng hỏa cắt thận ở Quang Dương, vậy mà không cho phép người khác cắt thận của mình à? Tạ Thiên Tiều đã thảm như vậy rồi, cho nên, cô xem. Thanh danh của nhà họ Tạ dựa vào cái gì mà có thể dọa từ tiểu thư của chúng tôi? Quý Khải ở phía sau nãy giờ không lên tiếng ngẩng đầu lên, nhìn Tề Đẳng Nhàn, chậm rãi nói, thanh danh của nhà họ Tạ ở Hương Sơn không đáng kính nể. Vậy nhà họ Quý thì sao? Tề Đẳng Nhàn nhún vai nói, nhà họ Quý, bất kỳ bọn bắt cóc tống tiền nào cũng đều có thể khiến nhà họ Quý thần hồn nát thần tính, có vẻ cũng chả có gì đáng sợ cả. Vẻ mặt Quý Khải cũng không khỏi cứng đờ, sắc mặt trầm xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người nhà họ Quý ghét nhất chính là có người nhắc đến chuyện này, bởi vì đó là sự sỉ nhục đối với nhà họ Quý. Nhà họ Quý tự xưng là tài ba ở Hương Sơn, nhưng đã có bọn bắt cóc tống tiền dám trói người nhà bọn họ, rồi lại đòi 10 triệu tiền mặt. Tạ Thiên Bảo nhìn về phía Từ Ngạo Tuyết, giọng nói lạnh lùng, Từ Ngạo Tuyết, hôm nay cô không muốn nói chuyện rõ ràng với tôi phải không? Tạ Tiểu Thư nhầm rồi, là cô ngay từ đầu không chuẩn bị nói chuyện với tôi. Mới bắt đầu đã muốn hái đào ở Nam Dương của tôi, hay là tôi còn phải cười hì hì chắp tay tặng cho cô? Từ Ngạo Tuyết chậm rãi đưa một miếng sashimi vào miệng, một bên nhai nuốt, một bên tao nhã trả lời.
Quý khái nhân tiện nói, cô không đồng ý cũng vô dụng. Người của Tạ tiểu thư sẽ đến Nam Dương tiếp nhận chuyện làm ăn này, mà cô sẽ không thể rời khỏi lâu đài trên biển. Đương nhiên, cho dù hôm nay cô có may mắn trốn thoát, ngày mai cũng không thể rời khỏi Hương Sơn. Những lời này, tôi đảm bảo. Khi nói chuyện, những tên côn đồ hung ác bất giác đã xuất hiện trên bong tàu này. Giết hắn trước. Quý Khải lạnh lùng nói với đám côn đồ, đưa tay chỉ vào người Tề Đẳng Nhàn. Bọn côn đồ đột nhiên tỏ ra hung dữ, chậm rãi rút con dao chúng mang theo bên người ra. Từ Ngạo Tuyết quay lại nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, hỏi, nhiều người như vậy, anh có được không? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi không được, chẳng lẽ cô được? Nếu không tôi ngồi xuống uống hai ly rượu, còn cô cầm dao liều mạng một chút. Từ Ngạo Tuyết điên cuồng trợn mắt trắng, căn bản không muốn giao tiếp thêm với một kẻ hạ đẳng như vậy. Khoảng 40 người trực tiếp xếp hàng trên bong tàu, vây quanh chiếc bàn duy nhất trên bong tàu. Từ Ngạo Tuyết, cô không ký vào văn kiện này cũng không sao. Người của tôi sẽ đến Nam Dương tiếp quản công việc của cô. Tuy nhiên, nếu cô không muốn giải quyết chuyện này một cách suôn sẻ hòa bình, tôi cũng sẽ không khách sáo với cô. Tạ Thiên Bảo đắc ý nói, dùng loại ánh mắt vô cùng khinh miệt đánh giá Từ Ngạo Tuyết. Anh là một con chó săn điên khùng, vậy mà lại quen biết với tên rùa rụt đầu kia, hôm nay trước tiên tôi sẽ làm thịt anh. Giết gà dọa khỉ, vậy cũng tốt, để cho cô nhìn một chút. Lúc tên vệ sĩ chuẩn bị dùng dao chém Tề Đẳng Nhàn, đột nhiên hắn đập tay xuống bàn, vỗ phịch một tiếng. Mọi người tập trung nhìn vào, đều không nhịn được kinh hô ra tiếng, sau đó liên tục rút lui. Bởi vì, trong tay của hắn rõ ràng là một quả lựu đạn. Anh lấy lựu đạn ở đâu? Từ Ngạo Tuyết không khỏi khiếp sợ nhìn hắn, hỏi. Hôm nay có nhiều tay súng tới giết cô, tôi chỉ tùy tiện lấy hai cái. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói. Khóe miệng Từ Ngạo Tuyết giật giật, chẳng trách người này bị gán là phần tử khủng bố, hành vi này thấy như thế nào cũng rất xứng với hai chữ khủng bố. Sắc mặt của Quý Khải và Tạ Thiên Bảo cũng đều không khỏi trắng bệch, bọn họ không ngờ tên mập này lại to gan như vậy, dám mang theo lựu đạn. Một tay Tề Đẳng Nhàn cầm lựu đạn, một tay cầm chiếc đũa gắp đồ ăn, một bên vừa ăn vừa hàm hàm hồ hồ nói, đầu năm nay, ra ngoài ăn khuya cũng thật nguy hiểm, không nghĩ là bản thân bị đánh, không mang theo lựu đạn thì không được. Tạ Thiên Bảo cười lạnh nói, tôi cũng không tin anh dám. Tề Đẳng Nhàn bộc một tiếng dùng ngón tay cái kéo nắm tay của lựu đạn ra ngoài. Nửa câu còn lại chưa kịp nói bị Tạ Thiên Bảo trực tiếp nuốt xuống bụng. Trên mặt Từ Ngạo Tuyết lộ ra một tia thích thú, một màn này cũng thật quen thuộc, cô ta đã từng thấy Tề Đẳng Nhàn cầm lựu đạn liều mạng uy hiếp người khác. Chẳng qua, lần này cô ta không đứng ở phía đối lập. Tâm lý cũng hoàn toàn khác với trước đây, thậm chí còn cảm giác được có chút sảng khoái. Đến đi, chém chết tôi đi chứ, tôi cam đoan sẽ không di chuyển. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói, nhưng các người cũng đừng động, nếu các người động từ tôi sẽ buông tay. Lựu đạn này tôi đã điều chỉnh qua, thời gian phát nổ là 1 giây rưỡi, các người có thể tự tính toán. 1 giây rưỡi có thể chạy khỏi phạm vi nổ lựu đạn hay không? Quý Khải tái mặt nghiêm nghị quát, anh hù dọa ai vậy? Tôi cũng không tin là anh muốn chết. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói ông đây và Sần ở tam giác độc chiến đấu nhiều năm như vậy, ngay cả cậu ấm nhà họ Tạ cậu ta còn dám cắt thật, anh cảm thấy tôi dùng lựu đạn hù dọa anh sao? Khi nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn vén áo khoác của mình lên, chỉ thấy bên trong áo khoác lộ ra 5 trái lựu đạn. Hắn nhẹ nhàng kéo cổ áo lắc lắc, quả lựu đạn trong tay kêu leng keng, khiến lá gan của Quý Khải đều muốn nứt ra. Quý Khải chính là cậu ấm sống an nhàn sung sướng, cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người liều mạng như vậy. Lúc trước anh cả trong nhà bị người khác bắt cóc, nhưng toàn bộ quá trình anh ta cũng không tham gia, lúc ấy anh ta còn đang du học ở nước ngoài. Trong lúc nhất thời đám côn đồ trên bong đều, ném chuột sợ vỡ bình quý, không ai dám đi lên làm gì Tề Đẳng Nhàn. Y nói muốn trừ cái hại nhỏ nhưng lại sợ gây thành những cái hại lớn. Dù sao, trong tay tên liều mạng này có lựu đạn, nếu buông lỏng tay, tất cả mọi người đều sẽ chết. Không cần phải, liều mạng như vậy chứ. Cho dù hôm nay các người có bình an vô sự rời khỏi lâu đài trên biển cũng sẽ không rời khỏi Hương Sơn được. Chỉ cần không ra khỏi Hương Sơn,
thế cục bên Nam Dương sẽ không có gì thay đổi. Cho nên, bằng không chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, thậm chí tôi có thể đưa ra một khoản tiền để giải quyết chuyện này. Thần sắc Tạ Thiên Bảo dịu đi một chút, biết mạnh bạo hơn phân nửa là không được, chỉ có thể mềm mỏng. Tề Đẳng Nhàn cười nói, buồn cười, tôi và Từ Tiểu Thư cũng không phải tội phạm, dựa vào cái gì không thể rời khỏi Hương Sơn. Cô tự cho mình là hoàng đế ở Hương Sơn sao? Muốn là hoàng đế thì cũng phải là nhà họ Lôi hoặc là Hoàng Văn Lãng chứ, cô thì tính là cái gì? Quý Khải chậm rãi nói, bởi vì nhà họ Quý chúng tôi toàn lực hỗ trợ Tạ Tiểu Thư, còn có bữa cơm hôm nay là tại lâu đài trên biển. Chủ đầu tư của lâu đài trên biển là nhà họ Hà, người quản lý là Hương Sơn Long Môn, anh xem những người này toàn bộ đều là hội viên của Hương Sơn Long Môn. Anh cảm thấy những người này liên thủ lại có thể gây sự với anh được không? Có thể rời khỏi Hương Sơn được không? Tề Đẳng Nhàn lơ đễnh, vẫn gấp đồ ăn như trước, một bộ dạng không đặt bất cứ kẻ nào vào mắt. Từ Ngạo Tuyết thản nhiên nói, vừa mới yêu cầu tôi cúi đầu với thái độ kiêu ngạo. Bây giờ anh thấy người ta có lựu đạn, còn muốn thương lượng một cách lịch sự. Chậc, tôi thật sự đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của các người. Việc làm ăn bên Nam Dương là tôi tạo ra, nghĩ hái đảo của tôi, tuyệt đối không có khả năng. Từ phi tôi chết ở chỗ này. Khi nói chuyện, cô ta trực tiếp dùng tay lấy một quả lựu đạn trong ngực của Tề Đẳng Nhàn, cầm trong tay suy nghĩ 2 giây, nhìn hai người Tạ Thiên Bảo và Quý Khải hãi hùng khiếp vía. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được đặc biệt thưởng thức nhìn Từ Ngạo Tuyết một cái, hắn yêu thích sự ngông nghênh này của Từ Ngạo Tuyết, trừ hắn ra, không ai có thể khuất phục được. Đại thiếu gia Quý, tay tôi có chút mỏi, phiền anh cầm giúp tôi. Tề Đẳng Nhàn cười, đưa tay ra trước mặt Quý Khải. Sắc mặt Quý Khải trắng nhợt, kinh sợ lẫn lộn nói, tôi không cần. Tề Đẳng Nhàn cũng không quan tâm, trực tiếp nhét vào tay Quý Khải, sau đó cho anh ta nắm chặt lựu đạn. Những tên côn đồ xung quanh không dám bước ra tranh giành vì sợ trong lúc nhất thời gây hỗn loạn khiến lựu đạn thoát ra và phát nổ. Khoảnh khắc Quý Khải cầm quả lựu đạn, cơ bắp cả người cứng đờ, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, nếu biết bên cạnh Từ Ngạo Tuyết có kẻ liều lĩnh không sợ chết như vậy thì hôm nay anh ta sẽ không bao giờ ra mặt. Cơ thể Tạ Thiên Bảo cũng vô cùng cứng nhắc, lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa, môi bắt đầu run rẩy. Cha, đã thiếu gia Quý, ngoài miệng anh nói không cần, nhưng trên tay lại cố gắng nắm thật chặt đó thôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Trong lòng Quý Khải mắng một trận mẹ mày, bản thân không dám siết chặt hay sao? Thời gian phát nổ hơn 5 giây một chút, buông tay một chút sẽ phát nổ. Cho dù có ném ra ngoài, trong tay người này vẫn còn có mấy cái. Mau gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng Hoắc, Quý Khải quay đầu thấp giọng giống lên với tâm phúc của anh ta. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, nhìn tên khốn vô liêm sỉ như các người đi, ngay từ đầu định làm du côn giết người. Bây giờ thấy khó đối phó nên gọi cảnh sát đến giải quyết vấn đề sao? Từ Ngạo Tuyết cũng rút vòng tròn trên lựu đạn ra, vươn tay đưa cho Tạ Thiên Bảo, nói cầm lấy. Mặt Tạ Thiên Bảo tái nhợt, nơm nớp lo sợ vươn hai tay ra, cầm lấy quả lựu đạn trong tay Từ Ngạo Tuyết. Trong tay mỗi người Quý Khải và Tạ Thiên Bảo đều cầm thật chắc một quả lựu đạn, cả hai bọn họ đều toát mồ hôi đầm đìa, bộ dạng thê thảm đó khiến cho Tề Đẳng Nhàn chỉ muốn cười phá lên. Hai người đừng có mà cư xử tùy tiện, nếu như chúng tôi gặp phải chuyện bất trắc thì chính hai người cũng không thể thu xếp xử lý được đâu. Tạ Thiên Bảo không nhịn được mà hét lên thật lớn, thực ra trong lòng cô ta đã cảm thấy vô cùng lo sợ. Yên tâm, nếu như hai người các cô mà gặp phải chuyện bất trắc thì nhất định chúng tôi cũng sẽ chết chung với hai người các cô mà, bây giờ hai người các cô chính là những người đang cầm lựu đạn đấy. Từ Ngạo Tuyết khẽ cười rồi nói. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên với cô ta, hắn cảm thấy chính bản thân mình cũng có chút ngưỡng mộ sự can đảm của Từ Ngạo Tuyết ở hiện tại, nếu như là trước kia thì chắc chắn là cô ta không dám tỏ ra lưu manh như thế này đâu. Tính cách của Từ Ngạo Tuyết bây giờ không phải là hoàn toàn đối lập với tính cách lúc trước của cô ta, nhưng chắc chắn là đã khác hẳn. Tiếng còi xe cảnh sát đã bắt đầu truyền đến bên tai Tề Đẳng Nhàn. Hắn biết sở cảnh sát thành phố Hương Sơn đã cử rất nhiều người đến đây rồi. Thính lực của Từ Ngạo Tuyết không được tốt như Tề Đẳng Nhàn, đến khi những chiếc xe cảnh sát đến gần thì cô ta mới nghe rõ tiếng còi xe.
Cô ta không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi thấp giọng hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? Tề Đẳng Nhàn hỏi lại, làm cái gì là làm cái gì cơ chứ? Nhất thời Từ Ngạo Tuyết cũng cảm thấy có chút tức giận, cô ta nói, anh đừng có mà ở đây giả ngây giả dại với tôi nữa, anh giỏi nhất là gây ra những tình huống chẳng ra làm sao cả rồi khoanh tay đứng nhìn còn gì, anh định xử lý như thế nào đây? Anh nên biết là ở thành phố Hương Sơn thì Quý Khải cũng là một nhân vật có mặt mũi đấy, nếu như chúng ta đã sử dụng cách thức nguy hiểm như thế này để uy hiếp anh ta thì mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản đâu. Anh hãy thử xem có thể liên lạc cho nhà họ Lôi để bọn họ hỗ trợ cho chúng ta một chút hay không. Tề Đẳng Nhàn chỉ nhún vai rồi nói với Từ Ngạo Tuyết, có phải cô đang đòi hỏi quá nhiều rồi hay không vậy? Cũng đâu cần phải làm đến mức đó chứ. Từ Ngạo Tuyết hơi nhíu mày. Cô ta biết nếu như Tề Đẳng Nhàn đã dám gây ra chuyện lớn như vậy thì nhất định là hắn đã có biện pháp xử lý rồi, chỉ là cái tên này còn dám giở trò thừa nước đục thả câu trước mặt cô ta, đúng là đáng giận. Thực ra mà nói thì Từ Ngạo Tuyết lại không cảm thấy quá giận dữ, chuyện này là do Tề Đẳng Nhàn gây ra còn gì, lựu đạn cũng là do hắn cung cấp, cho dù đám người của sở cảnh sát có muốn gây chuyện thì cũng không thể gây chuyện với cô ta được đâu. Ngược lại Từ Ngạo Tuyết còn muốn thử xem. Nếu như Tề Đẳng Nhàn không đi nhờ vào người của nhà họ Lôi thì rốt cuộc hắn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Không bao lâu sau, một đám cảnh sát được trang bị đầy đủ súng thật đạn thật đã bước tới, người dẫn đầu của bọn họ chính là Hoắc Đa đang mặc bộ đồng phục cảnh sát màu trắng chứ không ai khác. Hoắc Đa vừa nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đã có cảm giác như đầu mình đang phình lên vậy. Ông ta thực sự không có một chút hảo cảm nào đối với Tề Đẳng Nhàn. Lần trước Tề Đẳng Nhàn đã cùng với Hoàng Kỳ Bân đến đảo Kim Ngân để gây chuyện rồi sau đó chiếm hời thì thôi đi, vậy mà hắn lại còn lừa mất mấy trăm triệu từ chỗ ông chủ quan, sau đó còn nhân tiện vu khống cho thiếu chủ Lương Kiêu của Hòa Liên Thắng là hút thuốc phiện, khiến cho bọn họ phải bắt giam hắn ta một chuyến. Lần này thì chuyện mà Tề Đẳng Nhàn gây ra lại còn lớn hơn nữa, hắn dám lấy một vật phẩm ở cấp bậc nguy hiểm như lựu đạn ra để uy hiếp thiếu gia của nhà họ Quý. Thậm chí còn có cả tiểu thư Tạ Thiên Bảo của nhà họ Tạ tới từ đế đô, đúng là một tên gan hùm mật gấu mà. Không không không, nếu như nói là một tên gan hùm mật gấu thì chẳng khác gì ông ta đang khen ngợi hắn cả phải gọi là một tên gan to bằng trời mới đúng. Cũng vì thế nên ngay khi vừa mới nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì sắc mặt của Hoắc Đa đã chuyển thành màu đen như đít nồi. Từ Ngạo Tuyết tinh mắt nhận ra sự biến hóa trên khuôn mặt của ông ta, cô ta không thể không giật mình. Thầm nghĩ rằng chỉ sợ ấn tượng về Tề Đẳng Nhàn trong lòng vị cảnh sát trưởng Hoắc này thực sự không quá tốt. Mà cũng phải thôi, cái loại đàn ông như thế thì đến con chó nó nhìn thấy nó còn ghét chứ huống chi là Hoắc Đa. Cảnh sát trưởng Hoắc, cứu tôi với. Sau khi nhìn thấy Hoắc Đa, Quý Khải gào lên thật to như thể vừa mới gặp được cứu tinh của cuộc đời mình. Hoắc Đa nhìn thấy trong tay mỗi người Quý Khải và Tạ Thiên Bảo đều cầm một quả lựu đạn thì có cảm giác như đầu mình đã phình to ra như một quả dưa hấu, sau đó ông ta vác cái mặt đen xì xì bước về phía trước. Ông ta đứng ở ngay trước mặt Tề Đẳng Nhàn, hỏi bằng giọng hết sức lạnh lùng, Lý Tổng, chuyện gì đang xảy ra thế này? Có người tố cáo với tôi rằng cậu lấy vật phẩm ở mức độ nguy hiểm ra để uy hiếp và đe dọa hai người Quý Khải và Tạ Thiên Bảo. Tề Đẳng Nhàn nhún vai rồi nói, cảnh sát trưởng Hoắc cứ tự nhìn xung quanh đi là biết còn gì, có nhiều người cầm dao trong tay bao vây tôi như vậy, chỉ cần nửa phút là đủ để cho bọn họ chém chết tôi rồi, rốt cuộc là ai uy hiếp ai thì còn chưa biết được. Hoắc Đa quay đầu lại nhìn, đến lúc này thì những người cầm dao kia mới tỉnh táo, lại tất cả đều giấu hết vũ khí vào trong ngực áo, thậm chí còn có người ném thẳng con dao trong tay từ trên tàu xuống dưới biển. Cảnh sát trưởng Hoắc còn nhiều lời với anh ta làm gì nữa vậy, ông nên tranh thủ thời gian mà bắt anh ta lại rồi sau đó tìm chuyên gia gỡ bom đến đây để giải thoát cho chúng tôi khỏi tình hình nguy hiểm đi. Tạ Thiên Bảo hét lên thật to như đã phát điên, cô ta không kiềm chế được bản thân mà nổi trận lôi đình. Sắc mặt của Hoắc Đa sầm xuống, ông ta nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi nói bằng giọng vô cùng lạnh nhạt, cho dù cậu có quen biết với Hoàng Thiếu Gia đi chăng nữa thì sự tình mà cậu gây ra ngày hôm nay cũng đã quá quát lắm rồi đấy nhé. Quá quát cái gì, tôi làm gì mà quá quát cơ chứ? Chẳng qua là tôi chỉ đang đùa giỡn với hai người bạn đó của tôi một chút mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Từ Ngạo Tuyết thì lại nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt khinh thường,
không phải kỹ thuật diễn xuất như thế này thì quá là tệ hại sao? Hơn nữa, làm gì có ai lại lấy lựu đạn ra để đùa giỡn với người khác chứ? Tuy rằng chính Từ Ngạo Tuyết cũng hiểu được rằng lấy lựu đạn ra để uy hiếp Tạ Thiên Bảo là chuyện sảng khoái nhất trên đời, nhưng bây giờ Hoắc Đa cũng đã tới đây rồi, ông ta là người đại diện cho phía chính quyền nhà nước, nếu như Tề Đảng Nhàn không thể đưa ra một lý do chính đáng thì hơn phân nửa là hắn sẽ bị kiện ra tòa mất. Quý Khải nói bằng giọng lạnh lùng, mày bảo là đùa giỡn ấy hả? Những gì mà mày vừa mới làm có thể gọi là đùa giỡn hay sao? Mày thường hay lấy lựu đạn ra để đùa giỡn với người khác lắm à? Những ngón tay của tôi đều tê dại hết cả rồi này, cảnh sát trưởng Hoắc, ông hãy mau tranh thủ thời gian mà giải quyết sự việc này thật nhanh đi, nếu như lát nữa lựu đạn phát nổ rồi tôi gặp chuyện bất trắc gì thì ông cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Sau khi nghe xong những lời ấy thì Hoắc Đa cũng không nhìn được mà cảm thấy vô cùng bất mãn, vậy nhưng ông ta cũng không thể phản bác lại được. Chỉ đành lạnh nhạt nói với Tề Đảng Nhàn, cậu hãy mau đặt hai tay lên bàn rồi bó tay chịu trói đi. Tề Đảng Nhàn lắc đầu rồi đáp lại, cảnh sát trưởng Hoắc đừng có mà thiên vị như vậy chứ, tôi thực sự chỉ đang muốn đùa giỡn với bọn họ một chút mà thôi. Sau khi nói xong những lời này, hắn bèn lấy một quả lựu đạn ra khỏi ngực áo của mình. Hoắc Đa không nhịn được mà mím chặt đôi môi lại, ông ta quát lên một tiếng thật to, mau hạ thấp quả lựu đạn đó xuống. Tề Đảng Nhàn không chỉ nghe theo những lời ông ta vừa mới nói mà lại còn kéo chốt lựu đạn ra. Tất cả những cảnh sát đứng ở xung quanh đó đều không giữ được bình tĩnh, bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Ngay cả bản thân Hoắc Đa cũng sợ hãi đến mức liên tục lùi về phía sau vài bước, ông ta giận dữ hỏi, Lý Bán Nhàn, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì đây? Cậu có biết nếu như cậu làm vậy thì cho dù thị trưởng Hoàng có đến đây cũng không thể bảo vệ được cậu hay không hả? Tề Đảng Nhàn chỉ bĩu môi rồi thẳng thừng ném quả lựu đạn xuống dưới đất, chốt mở lựu đạn ở phía trên cùng cũng đập xuống bốp một tiếng rồi văng ra ngoài. Đến lúc này thì không chỉ có đám người Quý Khải, Tạ Thiên Bảo và Hoắc Đa mà ngay cả khuôn mặt của Từ Ngạo Tuyết cũng chuyển sang màu trắng bệch chỉ trong chốc lát. Cái tên khốn nạn Tề Đảng Nhàn này đang làm trò gì đây không biết nữa, hắn thực sự muốn ép tất cả bọn họ phải chết chung cùng với nhau đúng không? Mau cúi xuống. Hoắc Đa hét lớn một câu, tất cả mọi người đều vô thức nằm úp sấp xuống mặt đất, rồi ngay vào khoảnh khắc khi bản thân Hoắc Đa cũng chuẩn bị nằm úp sấp xuống thì quả lựu đạn kia lại bắt đầu xoay tròn và phát ra những tia sáng đủ mọi màu sắc, tiếp theo là có tiếng nhạc vang lên. Zi ra, ít và thăng 39, Stimader fucking Gonean only đâu đắp black. Không biết cái tên hề Tề Đảng Nhàn này lấy đâu ra một cặp kính râm để đeo lên mắt. Thậm chí trong miệng hắn còn ngậm thêm cả một điếu xì gà nữa, chỉ còn thiếu mỗi cái dây chuyền vàng to bự đeo trên cổ mà thôi. Từ Ngạo Tuyết chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng của cô ta co giật không ngừng, cô ta nhìn Tề Đảng Nhàn như đang nhìn một tên mắc bệnh thần kinh. Tề Đảng Nhàn hơi ngẩn người ra rồi nói, cô còn lo lắng làm cái gì nữa chứ? Mau nói hay với tôi đi nào. Hay, anh bị ngáo à, trong lòng Từ Ngạo Tuyết cảm thấy có chút tuyệt vọng. Con mẹ nó, thì ra mấy quả lựu đạn này đều là hàng giả cả thôi. Đám người Quý Khải và Tạ Thiên Bảo đứng ở phía đối diện cũng phải choáng váng hết một lượt, bọn họ có cảm giác như đằng sau gáy mình bị dán hai chữ NN thật to. Viết tắt cho ngu ngốc. Đám nhân viên cảnh sát đang nằm dạp dưới đất cũng phải ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, con mẹ nó, cái tên Tề Đảng Nhàn kia là thiên tài hip hop từ đâu đến thế hả? Con mẹ nó mày dám lừa bọn tao à? Tâm trạng của Quý Khải và Tạ Thiên Bảo cũng không thể không hạ xuống thấp hơn một bậc, bọn họ hung hăng ném quả lựu đạn trong tay xuống dưới đất. Hai quả lựu đạn đó cũng rơi xuống đất rồi xoay tròn, sau đó phát ra những tia sáng sặc sỡ đủ màu, tiếp đến là tiếng nhạc vang lên. Tề Đảng Nhàn đeo một cái kính râm trên mặt, đầu lắc lư gật gù theo từng nhịp beat, hắn nói, tôi đã bảo là tôi đùa với mấy người thôi còn gì. Trong túi tôi vẫn còn mấy quả lựu đạn nữa đấy, mấy người có muốn cầm đi chơi không? Chơi cái con mẹ nhà anh à? Tạ Thiên Bảo cảm thấy như lửa giận đã sắp bốc lên sau gáy mình, cô ta vừa run lẩy bẩy vừa mắng thật to. Tề Đảng Nhàn chỉnh lại cái kính râm trên mặt, quay về phía hai người bọn họ mà mỉm cười rồi nói, nếu như không còn việc gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước đây nha. Cảm ơn hai người các vị vì đã chiêu đãi nhiệt tình. Tôi thực sự cảm thấy rất thỏa mãn với bữa ăn khuya lần này đấy.
Từ Ngạo Tuyết nhìn Tề Đẳng Nhàn, cái tên này đúng thật là quá là tệ hại. Không ngờ hắn lại dùng biện pháp như vậy để khiến cho người ta sợ hãi cơ đấy. Không, cái này không phải là khiến cho người ta sợ hãi mà là khiến cho người ta cảm thấy nhục nhã mới đúng. Rõ ràng hai người bọn họ ban nãy còn sợ hãi muốn chết, cuối cùng bọn họ lại phát hiện những quả lựu đạn này chỉ là hàng giả, đương nhiên là bọn họ sẽ giận điên lên, nếu như chuyện này bị truyền đi khắp nơi thì bọn họ sẽ bị người khác cười nhạo cả đời. Ngay cả Hoắc Đa cũng không còn gì để nói, ông ta chậm rãi đứng thẳng dậy rồi ưỡn ngực lên, thậm chí còn cảm thấy bản thân muốn giết người. Nếu như đó là lựu đạn bỏ túi thật thì tốt rồi, ông ta có thể bắt giam Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức. Vậy nhưng không ngờ những quả lựu đạn đó lại là hàng giả, hơn nữa quan hệ giữa cái tên nhóc con này và Hoàng Kỳ Bân lại không phải là dạng tầm thường. Hai người bọn họ là kiểu bạn bè có thể tới trung tâm massage để chơi gái cùng nhau, không không, là kiểu bạn bè thân thiết có thể cùng nhau tiến hành giao lưu tăng tình hữu nghị quốc tế mới đúng. Vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại dùng mấy quả lựu đạn giả để hù dọa Quý Khải và Tạ Thiên Bảo một trận, rốt cuộc ông ta phải xử lý hắn như thế nào đây? Nếu như bắt Tề Đẳng Nhàn thì có vẻ như chuyện bé xé ra to, nhưng nếu như không bắt hắn thì ông ta phải ăn nói như thế nào với nhà họ Quý và nhà họ Tạ bây giờ? Đau não quá. Đầu kêu ong ong. Chỉ mong cái tên chuyên gây họa này sẽ bị xe đụng chết khi bước chân ra khỏi cửa vào ngày mai, hoặc là một ngày nào đó hắn đi chơi gái rồi nhiễm bệnh ít cũng được. Nếu như Tề Đẳng Nhàn biết được những suy nghĩ trong đầu ông ta thì chắc chắn hắn sẽ cười nhạo ông ta là suy nghĩ nông cạn cho mà coi, mỗi lần tới trung tâm massage thì hắn chỉ gọi các kỹ thuật viên ra để đấm bóp cho mình một cách trong sáng thôi mà, so với cái tên Hoàng Kỳ Bân chỉ biết suy nghĩ bằng mấy thứ nằm ở dưới lưng quần thì cảnh giới đạo đức của hắn còn cao hơn nhiều lắm. Cảnh sát trưởng Hoắc à, ông đừng có sốt ruột như thế chứ, liệu ông thấy tôi có giống phần tử nguy hiểm cho xã hội không? Rõ ràng nhìn bề ngoài thì tôi là một người rất thành thật đấy nhé, thậm chí tôi còn không vi phạm pháp luật còn gì. Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Hoắc Đa rồi nói. Cái tên chó chết nhà anh đang phải chịu lệnh truy nã quốc tế rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là anh sẽ trở thành phần tử khủng bố, vậy mà anh còn dám nhận mình là người thành thật. Sau khi nghe xong những lời trợn mắt nói nhảm của Tề Đẳng Nhàn, Từ Ngạo Tuyết không thể không cảm thấy cạn lời. Hoắc Đa cũng không còn gì để nói. Cậu thì thành thật cái dám à? Khuôn mặt của Quý Khải đen xì xì, anh ta nói với ông ta, cảnh sát trưởng Hoắc, ông định cứ để nó tự do trốn thoát như vậy sao? Ban nãy nó đã dùng mấy quả lựu đạn giả kia để lừa đảo vơ vét tài sản của bọn tôi đấy. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại tỏ ra tức giận, hắn quay đầu lại rồi nói, cậu nói thì dễ nghe quá nhỉ, tự dưng lại vu khống cho tôi để phía cảnh sát phải bắt giam tôi à, cẩn thận tôi kiện cậu tội vu khống đấy. Tôi làm gì mà lừa đảo vơ vét tài sản của các cậu cơ? Cậu thử nói rõ thêm một lần nữa đi xem nào. Tề Đẳng Nhàn nghe xong những lời vừa rồi của Quý Khải thì cảm thấy rất không vui, hắn đã phải bán rẻ cả lương tâm của bản thân để kiếm 100 triệu rồi lại 100 triệu tiền bẩn, chẳng lẽ chuyện đó thì dễ dàng lắm hay sao? Hơn nữa hắn cũng đâu có lừa gạt gì và Tạ Thiên Bảo. Quý Khải lập tức á khẩu, anh ta không trả lời được câu hỏi đó. Theo lý mà nói thì ngược lại bọn họ mới là những người muốn giở trò lừa đảo vơ vét tài sản mới đúng, dù sao bọn họ cũng đã tìm người đến gây sự để ép Từ Ngạo Tuyết phải ký hợp đồng với bọn họ mà. Hoắc Đa lại hỏi, Quý tiên sinh có chứng cứ gì đáng tin cậy hay không? Nếu như ngài không thể đưa ra chứng cứ thì tôi cũng không thể làm gì cậu ta được. Dĩ nhiên là Quý Khải không có chứng cứ, anh ta chỉ đành lắc đầu một cái rồi nghiến răng nói, xem như là mày lợi hại. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà quan sát hai người bọn họ hết một lượt, trên mặt hắn nở một nụ cười vô cùng thần bí, trong tròng mắt hắn lại phát ra một tia ánh sáng xanh rất mơ hồ. Nếu như ông chủ quan đang có mặt ở nơi này thì chắc chắn ông ta sẽ tè ra quần ngay tại chỗ, ông ta cũng từng bị nhìn với ánh mắt như vậy, sau đó 500 triệu lập tức bốc hơi khỏi tài khoản của ông ta. Nhìn cái con mẹ mày à mà nhìn, thằng chết tiệt, sớm muộn gì tao cũng sẽ chém chết mày thôi. Quý Khải nở một nụ cười lạnh lẽo rồi nói. Này cảnh sát trưởng Hoắc, như thế này có được tính là cậu ta đang đe dọa đến quyền con người của tôi không vậy? Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Hoắc Đa rồi hỏi một câu. Khuôn mặt của Hoắc Đa đen kịt lại như đít nồi, ông ta nghiến răng rồi nói, Lý tiên sinh,
nếu như cậu đã chiếm hồi rồi thì tốt nhất là cậu đừng nên làm người khác bẽ mặt thêm nữa thì hơn đấy. Nghe những lời nói đó, Tề Đẳng Nhàn bèn hiểu ra rằng mình đã bị cảnh sát trưởng của thành phố Hương Sơn cho vào sổ đen rồi, xem ra phương pháp này hơn phân nửa là không thể thực hiện được. Đến lúc này thì Tạ Thiên Bảo cũng đã yên tĩnh hơn hẳn, cô ta quay lại với dáng vẻ lúc ban đầu, nhìn sang phía Từ Ngạo Tuyết rồi nói bằng giọng hết sức khinh miệt, ngày hôm nay cứ coi như là cô đã gặp may đi, có điều cô sẽ không gặp may được mãi mãi đâu. Cô cứ nhớ cho kỹ một điều, cô không thể ra khỏi thành phố Hương Sơn được, nếu cô không tin thì cứ thử xem. Được thôi, tôi đây mỏi mắt mong chờ đấy, Từ Ngạo Tuyết nói. Còn cả anh nữa, cái tên mập tên Lý Bán Nhàn kia. Chắc chắn sau này cả anh và cả Sần đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Tạ Thiên Bảo nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói, cô ta thực sự cảm thấy vô cùng căm hận và giận dữ, đến mức không ngừng thở hổn hển. Dù sao nếu chuyện cô ta bị người khác dùng lựu đạn giả để đe dọa mà bị truyền ra ngoài thì cô ta cũng không còn mặt mũi để gặp bất cứ ai khác nữa. Tề Đẳng Nhàn cũng nở một nụ cười lễ phép rồi nói, để lúc nào về tôi sẽ gọi điện thoại cho Sần rồi bảo anh ta chặt một ngón tay trả về nhà họ Tạ các cô vậy. Trước mắt Tạ Thiên Bảo tối sầm lại, cô ta suýt chút nữa thì lăn ra đất ngất xỉu. Không phải là nhà họ Tạ chưa từng thử phái người đi giải cứu Tạ Thiên Tiều, có điều Tam Giác Độc là nơi như thế nào cơ chứ? Hơn nữa Tạ Thiên Tiều còn bị đồ phu giam giữ ở vị trí chính giữa trong doanh trại quân đội Trung ương. Cho dù là đối với những cao thủ có cấp bậc như Tề Đẳng Nhàn, hoặc thậm chí là cả Tề Bất Ngữ, muốn xông vào giữa đại doanh của đồ phu để giải cứu Tạ Thiên Tiều cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, lại càng không thể nhắc đến những người làm việc cho nhà họ Tạ. À, cảnh sát trưởng Hoắc ơi, tôi chỉ đang nói đùa với cô ấy thôi đấy nhé, tôi không biết cái người tên Sần gì gì đó đâu, tôi chỉ biết một tên đồ tể bán thịt heo thôi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu về phía Hoắc Đa đang đen mặt mà cười cười rồi nói. Hoắc Đa thầm chửi một tiếng con mẹ nó trong lòng, cậu cứ nói đi nói lại mãi cũng được, nhưng mà đừng có làm ông đây phải liên lụy vào được không? Tôi không biết gì hết a. Tề Đẳng Nhàn quay mặt sang nhìn Từ Ngạo Tuyết rồi nói, Từ tiểu thư, chúng ta đi thôi. Từ Ngạo Tuyết bình tĩnh gật đầu với Tề Đẳng Nhàn, sau đó cô ta cùng hắn rời khỏi đám đông rồi đi xuống dưới boong tàu. Hoắc Đa cũng phất phất tay với khuôn mặt đen như đít nồi. Ông ta nói, về sở đi. Quý Khải cảm thấy vô cùng tức giận, anh ta dùng một cước đá văng quả lựu đạn đang vừa phát nhạc ầm ĩ vừa tỏa ra ánh sáng đủ màu ra ngoài, sau đó lại dùng một cước để dẫm nát quả lựu đạn còn lại. Tất cả mọi người đều có tâm trạng vô cùng uể oải, bởi vì việc bị cái tên cặn bã Tề Đẳng Nhàn sử dụng lựu đạn giả để lừa gạt quả thực là một việc khiến cho sĩ khí của bọn họ bị đả kích nghiêm trọng. Anh đúng là hiếm có khó tìm thật đấy. Tôi thấy hình như Hoắc Đa đã cho anh vào trong danh sách đen rồi. Từ Ngạo Tuyết quay mặt về phía Tề Đẳng Nhàn rồi lắc đầu và nói, chính bản thân cô ta cũng cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Tề Đẳng Nhàn tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, đặt nó vào trong tay Từ Ngạo Tuyết, mỉm cười rồi nói, tôi chính là một công dân tốt tuân thủ pháp luật mà, làm sao tôi có thể lấy lựu đạn ra để hù dọa người khác như cái đám phần tử khủng bố kia được, cô nói có phải không? Từ Ngạo Tuyết gật đầu rồi lại nói, nghe cũng có lý đấy, có điều chẳng bao lâu nữa là anh sẽ biến thành một phần tử khủng bố rồi, liệu tôi có nên chúc mừng anh không nhỉ? Nên chứ, cô nên chúc mừng tôi vì đã kiếm được rất nhiều tiền thì đúng hơn. Tề Đẳng Nhàn nhe răng trợn mắt lên cười. Vừa nhìn thấy vẻ mặt này của Tề Đẳng Nhàn, Từ Ngạo Tuyết đã cảm thấy sau gáy mình lạnh toát, cô ta hỏi, anh lại nghĩ ra mấy ý đồ rác rước gì đấy? Tề Đẳng Nhàn trả lời cô ta. Bây giờ tôi đã trở thành một phần tử khủng bố rồi còn gì, nếu như tôi bắt cóc người khác rồi đòi một chút tiền chuộc. Hắn nói bằng vẻ mặt ngượng ngùng, thì chắc cũng không thể coi là quá phận, đúng không nhỉ? Sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói ra những lời này bằng giọng điệu kinh thế hãi tục, Từ Ngạo Tuyết không nhịn được mà mở to hai mắt, miệng cô ta cũng há hốc ra mà nhìn hắn. Anh, coi anh là phần tử khủng bố đúng là không phải bạc đãi anh một chút nào mà. Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi mà nói, lại tiếp tục trợn mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn. Cô nói cái gì vậy, tôi cũng có bắt cóc cô đâu. Với lại cô cũng không nhiều tiền bằng nhà họ Quý nữa. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường rồi lạnh nhạt nói. Từ Ngạo Tuyết âm thầm run lên một cái, con người này quả đúng là một kẻ cực kỳ to gan lớn mật,
bây giờ thì hắn lại còn tính đến chuyện bắt cóc Quý Khải sao? Đây là chuyện mà con người có thể làm ra à? Hồi xưa đã từng có người của nhà họ Quý bị bắt cóc, kẻ bắt cóc đòi 1 tỷ từ phía nhà họ Quý, cũng vì vậy mà hiện tại nhà họ Quý có thể nói là bố trí những tầng bảo vệ xung quanh người thân trong gia đình ở một mức độ cực kỳ cao. Có điều, với khả năng của Tề Đẳng Nhàn, một nhân vật có thể coi là truyền kỳ của lục địa này, thì việc muốn bắt cóc một con người là không thể đơn giản hơn được nữa. Tề Đẳng Nhàn nói, dù sao thì tôi cũng bị coi là một phần tử khủng bố rồi còn gì, cho dù tôi có làm ra những chuyện như bắt cóc người khác thì cũng là chuyện rất bình thường thôi mà phải không? Tôi còn chưa đi trộm đầu đạn hạt nhân để lừa đảo tống tiền như tham lang là đã nhân từ lắm rồi đấy nhé. Ừ, đúng là rất. Khóe miệng của Từ Ngạo Tuyết khẽ giật một cái, sau đó cô ta chậm rãi nói tiếp. Đi đâu thì đừng có nói là tôi quen anh nhé, tôi không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào đối với cái loại phần tử nguy hiểm như anh cả. Từ trước đến nay mối quan hệ giữa hai chúng ta đều trị giá cả mất 100 triệu còn gì, cô cũng đừng có mà tàn nhẫn như vậy chứ. Tề Đẳng Nhàn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Từ Ngạo Tuyết rồi nói với giọng hết sức dịu dàng. Từ Ngạo Tuyết thì lại chỉ cảm thấy dùng mình không chịu được. Cô ta giơ tay tát thẳng vào mặt Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn dễ dàng tránh thoát được cái tát ấy, sau đó hắn lại cầm một quả lựu đạn giơ lên rồi nói, cô đừng có mà làm loạn, ông đây có lựu đạn bỏ túi này, cẩn thận ông đây nổ chết cô luôn bây giờ. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng rồi nói, con mẹ nó anh đừng có mà dở mấy cái trò này ra với tôi không thích tí nào đâu. Cái loại người gì đây không biết. Sau khi nói xong những lời này, Từ Ngạo Tuyết bèn giật lấy quả lựu đạn trong tay Tề Đẳng Nhàn, dùng ngón tay móc vào chốt lựu đạn rồi giật mạnh một cái, cuối cùng dùng sức quăng nó xuống dưới biển. Cho dù Tề Đẳng Nhàn có muốn cản lại thì cũng không kịp nữa rồi, Từ Ngạo Tuyết nhìn quả lựu đạn rơi vào trong nước, nở một nụ cười nhạt nhẽo. Kể từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ tin vào những lời anh nói nữa, cho dù đó chỉ là một dấu chấm câu. Từ Ngạo Tuyết nhìn về phía rồi nói bằng giọng vô cùng lạnh lẽo. Không ngờ anh lại dám cầm lựu đạn giả đi lừa gạt những người khác, đúng là cái loại người. Thậm chí chữ cuối cùng còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng cô ta. Một tiếng nổ thật to truyền đến, bọt nước và sóng chaiu bị xung chấn của vụ nổ làm cho bắn lên tung tóe, lũ tôm cá ở một dải biển hẹp và dài cũng đều bị đánh bay lên bờ. Có một ngư dân nào đó không nhìn được mà mắng thật to, cái thằng chó chết nào dám nổ cá ở địa phận của tao đấy. Tao đập chết mẹ mày bây giờ. Tề Đẳng Nhàn vội vàng nói, chạy mau. Hắn cầm lấy tay Từ Ngạo Tuyết rồi lập tức kéo cô ta chạy đi chỗ khác, còn bản thân Từ Ngạo Tuyết thì vẫn đang nằm trong trạng thái ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ quả lựu đạn kia không phải hàng giả hay sao? Tại sao sau khi cô ta ném nó vào trong nước thì uy lực mà nó tạo ra lại lớn như vậy? Sau khi đã chạy xa khoảng vài trăm mét, Từ Ngạo Tuyết mệt đến nỗi thở hồng hộc, cô ta hất mạnh tay Tề Đẳng Nhàn ra ngoài không cho nắm nữa, rồi sau đó hỏi bằng giọng vô cùng giận dữ chuyện gì vừa mới xảy ra thế. Quả lựu đạn kia là thật đấy à? Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn cô ta rồi nói, đúng vậy đấy, tôi không ngờ là cô lại dũng cảm như vậy, còn dám cướp lấy lựu đạn đang nằm trong tay tôi để ném xuống biển bắt cá cơ, Từ tiểu thư ạ. Khóe miệng của Từ Ngạo Tuyết giật giật vài cái, cô ta có cảm giác rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày mình bị cái tên chuyên gây họa Tề Đẳng Nhàn này hại chết thôi, con mẹ nó, đúng là bẫy dập ở đâu cũng có mà. Cô ta vốn tưởng là tất cả lựu đạn được giấu trên người hắn đều là lựu đạn giả, nhưng đâu có ngờ được rằng trong số đó vẫn có lựu đạn thật. Con mẹ nó, anh lấy lựu đạn giả ra để hù dọa Quý Khải và Tạ Thiên Bảo, vậy mà anh lại lấy lựu đạn bỏ túi thật ra để uy hiếp tôi. Anh có còn là đàn ông không vậy? Sau khi đã tỉnh táo lại, Từ Ngạo Tuyết không nhìn được mà tức giận rít gào, cứ như cô ta đã luyện được công pháp sư tử giống vậy. Nếu như tôi mà lấy lựu đạn bỏ túi thật ra để hù dọa bọn họ thì liệu đêm nay chúng ta có thể thành công thoát thân được không? Nếu như trường hợp đó thực sự xảy ra thì bây giờ chúng ta đã bị Hoắc Đa mời lên đồn cảnh sát uống trà rồi. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng khó chịu rồi lấy quả lựu đạn cuối cùng được đặt trong ngực áo của bản thân ra ngoài. Cô cứ gào nữa đi, quả này cũng là thật đấy, cô có muốn thử lại một lần nữa hay không? Từ Ngạo Tuyết suýt chút nữa thì bị cái tên chó chết khốn nạn này làm cho tức chết đi được, cô ta có cảm giác hình như trái tim của mình đã sắp ngừng đập.
Tề Đẳng Nhàn vội vàng đỡ Từ Ngạo Tuyết đang choáng váng hoa mắt đến mức không đứng vững dậy rồi nở một nụ cười dịu dàng và nói, tôi sẽ bảo vệ cô mà, cô không cần lo lắng đâu, người yêu của tôi ạ. Từ Ngạo Tuyết cố sức khước từ hắn rồi nói bằng giọng giận dữ, ai mà cần anh bảo vệ cơ chứ, cái đồ đàn ông chó má khốn kiếp. Tôi chỉ hận không thể nhét quả lựu đạn bỏ túi kia vào trong bụng anh mà thôi. Tề Đẳng Nhàn ôm lấy thân thể mềm mại của Từ Ngạo Tuyết, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và trắng nõn của cô ta dưới ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt ấy đang tràn đầy vẻ tức giận, hắn bèn không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn lên môi cô ta. Từ Ngạo Tuyết không ngừng phát ra những thanh âm phản kháng, hai tay của cô ta cũng điên cuồng đấm đá người đàn ông trước mặt. Nhưng chỉ sau vài cú đấm, sự phản kháng của cô ta lại trở nên yếu dần. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, đại khái dài khoảng chừng nửa phút, Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên giật mình rồi ngửa đầu về phía sau, cười gằn rồi nói, thế này thì không có đạo đức võ thuật gì cả, cô nói xem có đúng không? Hàm răng trắng như ngà voi của Từ Ngạo Tuyết tỏa ra ánh sáng kinh người dưới ánh trăng, cô ta vừa cười ha ha vừa nói, anh còn dám thẻ lưỡi vào thêm một lần nữa không? Tề Đẳng Nhàn vừa giúp cô ta đứng thẳng dậy vừa thở hồng hộc rồi nói, xí ớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi luyện được công phu long ngâm thiết bố sam trên đầu lưỡi cho coi. Từ Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi, nhẹ nhàng giơ tay lên lau khóe miệng mình, tâm trạng có chút điên cuồng. Trong nửa phút vừa mới trôi qua ban nãy, bản thân cô ta đã chìm đắm vào nụ hôn bao nhiêu giây. Dưới cái nhìn của cô ta, đây là một chuyện tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Đi, đi về thôi nào. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái rồi giơ tay khoác lên bả vai của Từ Ngạo Tuyết. Con mẹ nó đừng có chạm vào tôi, cái thứ đồ cặn bã khốn kiếp. Từ Ngạo Tuyết hung hăng hất cánh tay của Tề Đẳng Nhàn ra ngoài rồi nói bằng giọng vô cùng tức giận, có vẻ cơn giận của cô ta đã hơi quá rồi. Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy hình như có chút kỳ quái, chẳng phải vừa rồi cô ta còn nhắm mắt lại khi hôn hắn hay sao, vậy thì tại sao bây giờ cô ta lại tức giận như vậy chứ? Tề Đẳng Nhàn làm sao mà hiểu được rằng chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi mà nội tâm của Từ Ngạo Tuyết đã xảy ra nhiều biến hóa phức tạp đến như vậy. Hiện tại thì Tề Đẳng Nhàn đang nắm giữ điểm yếu của Từ Ngạo Tuyết, hơn nữa trước đó Từ Ngạo Tuyết cũng đã hứa hẹn với hắn, cũng chính vì vậy nên Tề Đẳng Nhàn căn bản không sợ rằng Từ Ngạo Tuyết sẽ không tuân thủ lời hứa của mình. Muốn đâm cho anh ta một nhát dao quá đi mất, có điều, đúng là chân của mình thì vô cùng đẹp mắt thật đấy. Từ Ngạo Tuyết đi qua đi lại trước gương, không nhịn được mà mèo khen mèo dài đuôi tự khen bản thân một câu. Bây giờ nghĩ lại cô ta mới thấy, trước kia Tề Đẳng Nhàn từng khen cô ta là chân đẹp như thế mà không đi làm người mẫu chân thì thật đáng tiếc, hình như câu nói đó cũng không đáng ghét đến thế thì phải. Ngày mai anh hãy tiễn tôi ra khỏi thành phố Hương Sơn để cho tôi quay về Nam Dương đi. Sau khi đi ra khỏi nơi đó, Từ Ngạo Tuyết quay mặt về phía Tề Đẳng Nhàn rồi trầm giọng nói. Dĩ nhiên là tôi phải đưa cô quay về chứ. Tề Đẳng Nhàn gật đầu đồng ý, trong mắt cũng liên tục chuyển động. Nhìn thấy dáng vẻ thần hồn điên đảo si mê mình của hắn, Từ Ngạo Tuyết không tự chủ được mà nở một nụ cười thản nhiên, nhưng vừa nghĩ lại thì cô ta lại lập tức nghiêm mặt nhìn hắn. Cười, mày cười cái quái gì đấy hả Từ Ngạo Tuyết? Trong lòng Từ Ngạo Tuyết lại bắt đầu cảm thấy bối rối và mâu thuẫn, cô ta hơi có cảm giác hình như mình sắp phát điên đến nơi rồi. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người ra rồi không nhịn được mà hỏi, cô làm sao thế? Tôi có trêu gì cô đâu mà sao tự dưng cô lại nổi giận vậy không biết? Từ Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng rồi trả lời hắn, cứ nhìn cái bản mặt anh là tôi lại nổi giận như thế đấy. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười đầy đắc ý, có thể nổi giận thì cũng tốt rồi. Điều đó có nghĩa là hắn đã trở thành một người quan trọng khiến cho cô ta phải ghi nhớ suốt cả cuộc đời. Sáng hôm sau Từ Ngạo Tuyết đã thu dọn hành lý và mua vé máy bay đầu đủ, chuẩn bị cho chuyến hành trình rời khỏi thành phố Hương Sơn để quay lại Nam Dương. Nếu như cô ta còn không quay về Nam Dương thì hơn phân nửa là Tạ Thiên Bảo sẽ thực sự có cơ hội dở trò tu hú chiếm tổ chim tước mất, dù sao nhà họ Triệu cũng đã giữ im lặng mà không nêu ý kiến gì đối với chuyện lần này. Thái độ của bọn họ vẫn rất mập mờ không rõ. Tề Đẳng Nhàn đưa quả lựu đạn kia cho Từ Ngạo Tuyết rồi nói, cô cầm lấy mà phòng thân đi. Khuôn mặt của Từ Ngạo Tuyết chuyển sang màu đen, cô ta nói, anh có bị ngu không vậy hả? Thứ này được phép mang lên máy bay à? Tề Đẳng Nhàn bèn trả lời lại,
Tôi từng xem qua một bộ phim truyền hình như thế này, ở trong đũng quần của nữ chính có giấu một đống bom và đạn, không biết là cô có muốn thử một chút hay không? Từ Ngạo Tuyết gầm lên một cách giận dữ, cô ta đã sắp phát điên luôn rồi, lập tức đưa tay kéo khóa vali. Cái này hóa ra chính là lựu đạn bỏ túi thật. Con mẹ nó, xin cô đừng có mà làm loạn giúp tôi, cái thứ này thực sự không phải là đồ chơi để cô mang ra nghịch ngợm đâu. Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Từ Ngạo Tuyết rồi nói, hắn không nhịn được mà trợn trắng cả mắt lên khi thấy hình như cô ta thực sự có ý định để hai người bọn họ chết chùm với nhau. Từ Ngạo Tuyết nắm chặt quả lựu đạn trong tay rồi nhe răng ra cười, cô ta nói, anh cứ bày trò nữa đi, anh cứ ở đó mà chọc tức tôi nữa đi, chỉ cần tôi kéo anh cùng đi chết là coi như xong việc rồi chứ gì. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng rồi nói, có gì thì cứ nói rõ ràng với nhau trước đi đã. Không nên cầm lựu đạn chơi đùa cùng nhau ở chỗ này đâu, cô cẩn thận chúng sẽ thực sự phải xuống dưới kia gặp Diêm Vương đấy. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng rồi đáp lại, anh khôn hồn thì mau quỳ xuống rồi xin lỗi nhận sai với bà đây, phải nói là từ nay về sau anh sẽ không bao giờ dám chọc giận tôi thêm một lần nào nữa, hơn nữa anh còn phải làm con chó săn của Từ Ngạo Tuyết tôi đây mãi mãi. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng giận dữ, sao cô không nói là cô muốn lật cả trời lên luôn đi. Từ Ngạo Tuyết bèn đáp lại, tay tôi sắp sửa không cầm được quả lựu đạn này nữa rồi đây này, anh mau tự mình cân nhắc đi. Khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn đen như đít nồi, hắn nói, nếu như bây giờ cô nịnh hót lấy lòng tôi thì tôi còn có thể tha thứ cho cô cái tội bất kính với tôi, nếu không thì cô nên chuẩn bị tinh thần tự gánh chịu hậu quả đi là vừa. Anh vẫn còn dám lên mặt với tôi nữa cơ à, để tôi nổ cho chết anh luôn. Từ Ngạo Tuyết giơ tay lên. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên đập vào tay cô ta một cái thật mạnh, quả lựu đạn bị đập bay ra ngoài, chốt lựu đạn cũng cứ vậy mà văng ra theo. Từ Ngạo Tuyết choáng váng cả người, cô ta hét lên một tiếng chói tai rồi ôm đầu ngồi gục xuống đất. Kết quả là Từ Ngạo Tuyết bị Tề Đẳng Nhàn đẩy mạnh một cái từ phía sau, tiếp đến là cả người cô ta bị nhấc bổng lên không trung rồi bị quăng xuống một cái giường lớn mềm mại. Sau đó, Từ Ngạo Tuyết nghe được tiếng nhạc vô cùng kỳ quái phát ra từ quả lựu đạn đang nằm dưới đất. Cô ta quay đầu lại nhìn, thấy Tề Đẳng Nhàn móc ra một cặp kính râm không biết lấy từ đâu ra rồi đeo lên mặt với biểu cảm đùa giỡn vô cùng ngứa đòn. Cái tên họ Tề kia, anh dám giỡn mặt với tôi à, tôi sẽ liều mạng với anh. Từ Ngạo Tuyết biết mình lại bị cái tên đê tiện này trêu chọc thì không nhịn nổi mà giận đến mức mặt đỏ bừng bừng lên như cà chua chín. Cô ta đứng dậy rồi chuẩn bị nhào đến chỗ hắn tính sổ. Kết quả thì sao, dĩ nhiên là cô ta bị Tề Đẳng Nhàn xử lý ngược lại rồi, nghĩa là bị đè lên giường dậy dỗ lại một lượt ấy. Cô có sai hay không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Bốp, bốp, bốp. Không sai, Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh một tiếng, lại có thêm ba tiếng bốp 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 vang lên, sau đó hắn lại hỏi cô có sai hay không? Cuối cùng Từ Ngạo Tuyết cũng không thể chịu đựng được nữa, cô ta nghẹn ngào nói, tôi sai rồi được chưa? Cái tên vô liêm sỉ này, anh đừng có mà đánh nữa, xuống tay mạnh chết đi được. Cả người Từ Ngạo Tuyết bị đè lên giường như một con đà điểu, bàn tay của Tề Đẳng Nhàn bóp chặt đằng sau gáy cô ta, ép cô ta phải chổng mông lên thật cao, mỗi lần đánh là hắn lại hạ xuống một cái tát vang dội. Mấy cái tát mà Tề Đẳng Nhàn hạ xuống đều không hề nhẹ nhàng một chút nào. Thậm chí Từ Ngạo Tuyết còn phải rơi nước mắt lã chã. Thấy Từ Ngạo Tuyết rốt cuộc cũng đã chịu nhận sai, Tề Đẳng Nhàn bèn thả cô ta ra rồi cười tủm tỉm và nói, cô thấy chưa, tốt nhất là cô không nên ương ngạnh chống lại tôi thì tốt hơn, bởi vì cô không thể làm gì được tôi đâu. Từ Ngạo Tuyết cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa giận dữ muốn chết đi được, cô ta không ngờ là cái tên khốn kiếp này lại nhỏ mọn như vậy, mà càng không thể nào ngờ được rằng quả lựu đạn ban nãy thì ra cũng chỉ là hàng giả. Cái tên nhà anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, tôi nguyền rủa anh sáng sớm đi ra đường bị xe cán chết luôn đi. Từ Ngạo Tuyết đứng dậy, cô ta cảm thấy đau đến nỗi liên tục hít vào thở ra, giơ tay lau lau nước mắt. Vậy nhưng Tề Đẳng Nhàn lại chỉ mỉm cười, hắn thích nhất là cái cảm giác đứng nhìn Từ Ngạo Tuyết tỏ ra bất lực như thế này đấy, đầu tiên là khiến cho cô ta tức giận, sau đó khiến cho cô ta muốn phản kháng lại hắn, cuối cùng tự tay dập tắt mọi hy vọng phản kháng trong lòng cô ta. Tề Đẳng Nhàn nói với cô ta, tôi còn tưởng là cô thực sự không sợ chết chứ, thì
thì ra cô vẫn rất nhát gan. Khuôn mặt của Từ Ngạo Tuyết chuyển thành màu đen như đít nồi, cô ta lạnh lùng nói, ai mà thèm chết chung một chỗ với cái loại người như anh cơ chứ? Đối với tôi mà nói, phải đi chết cùng với một người như anh thì nhục nhã không gì tả nổi. Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói, thôi cô bớt nói vài câu đi, rốt cuộc là cô có còn muốn lên máy bay nữa hay không vậy? Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi mà đáp lại, nếu như không phải tại cái tên khốn nạn cặn bã nhà anh thì chắc chắn bây giờ tôi đã có mặt ở sân bay rồi đấy. Tề Đẳng Nhàn cũng không có hứng thú nói nhảm với Từ Ngạo Tuyết thêm nữa, hắn đưa cô ta rời khỏi khách sạn rồi đi tới sân bay, chú ý bảo vệ cô ta trong suốt quãng đường. Bây giờ có không ít người muốn lấy cái mạng quèn của Từ Ngạo Tuyết, dĩ nhiên là Tề Đẳng Nhàn phải bảo vệ người yêu cũ của hắn rồi. Tôi đã liên hệ với nhà họ Lôi, một lát nữa bọn họ sẽ cử người đi qua đây. Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Từ Ngạo Tuyết rồi nói. Nếu như có người của nhà họ Lôi đứng ra thì Quý Khải và Tạ Thiên Bảo cũng chẳng là cái thá gì hết. Từ Ngạo Tuyết nói với sắc mặt vô cùng bình tĩnh, có điều cô ta vẫn cảm thấy mông của mình đau rát, đến cả tư thế ngồi trên ghế cũng có chút không được tự nhiên. Cô ta quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi nói, có điều tôi đang muốn hỏi anh một chuyện này đây. Hôm qua anh nói là anh muốn bắt cóc Quý Khải phải không, cái đó là sự thật à? Tề Đẳng Nhàn đáp lại, tại sao lại không cơ chứ, đằng nào tôi cũng sắp trở thành phần tử khủng bố rồi còn gì. Hơn nữa ngày hôm qua Quý Khải còn nói là muốn gọi người đến chém chết tôi nhất định sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi đâu. Từ Ngạo Tuyết oán thầm trong lòng một câu, chịu thiệt thòi cơ à? Con mẹ nó! Rõ ràng là hai người Quý Khải và Tạ Thiên Bảo đã bị cái tên này dùng lựu đạn giả để dọa cho chết khiếp ấy chứ. Cuối cùng bọn họ còn gọi cả cảnh sát trưởng Hoắc Đa của thành phố Hương Sơn ra mặt xử lý, kết quả là Hoắc Đa mang theo nhiều cảnh sát như vậy, tất cả đều được trang bị đầy đủ súng ống đạn dược, vậy mà bọn họ lại phát hiện rằng những quả lựu đạn đó lại là hàng giả. Chuyện này chỉ cần nhớ đến thôi cũng đủ để cảm thấy buồn cười. Từ Ngạo Tuyết cũng lười không muốn xen vào chuyện cá nhân của cái tên Tề Đẳng Nhàn này nữa, cô ta đã nhận được một tin tức rồi, bên phía đế đô đang chuẩn bị liệt Tề Đẳng Nhàn vào danh sách các phần tử khủng bố, dù sao thì gia tộc Rothschild cũng đã tự mình tìm đến tận đây để khiếu nại về Tề Đẳng Nhàn cơ mà. Một khi danh phận phần tử khủng bố của Tề Đẳng Nhàn được xác định thì hắn sẽ trở thành kẻ thù công khai của toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Nhưng chuyện này thì chẳng có liên quan gì đến Từ Ngạo Tuyết cả. Đến lúc đó thì cô ta đã trở về Nam Dương rồi, cô ta sẽ không chủ động liên hệ với Tề Đẳng Nhàn làm gì nữa. Đừng nói là cô ta, chỉ sợ ngay cả gia tộc nhà họ Trần cũng sẽ không muốn thừa nhận rằng bọn họ có mối liên hệ gì đó với Tề Đẳng Nhàn. Khi đã nghĩ đến đây, không ngờ là Từ Ngạo Tuyết lại có cảm giác rằng cô ta sẽ thấy bận tâm nếu như Tề Đẳng Nhàn bị người ta dùng súng bắn chết. Suy nghĩ ấy khiến cho Từ Ngạo Tuyết thầm cảm thấy thật là mỉa mai. Sau đó cô ta tự an ủi chính bản thân mình, chuyện đó chẳng qua là vì cô ta muốn tự tay báo thù Tề Đẳng Nhàn cho nên cô ta mới không muốn nhìn thấy cảnh hắn chết đi trong tay người khác mà thôi. Hai người bọn họ vừa mới tới sân bay đã nhìn thấy Hứa Trường Ca và Hứa Ước Ngọc. Ô, Hứa Ước Ngọc, còn cả chú Hứa nữa, tại sao hai người lại có mặt ở đây? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà tò mò hỏi. Bọn chú tới đây để tiễn đưa tiểu thư Melissa. Hứa Trường Ca cười cười rồi trả lời. Hứa Trường Ca và Từ Ngạo Tuyết có hợp tác với nhau ở một số hạng mục kinh doanh, mối quan hệ giữa hai người có thể coi là thân thiết, đương nhiên là ông phải có mặt để đưa tiễn cô ta rồi. Từ Ngạo Tuyết cười cười rồi đáp lại, Hứa Tổng đã có lòng rồi ạ, thực ra chú cũng không cần phải ra tận đây để tiễn cháu đâu, hơn nữa có thể sau này cháu sẽ còn quay lại thành phố Hương Sơn mà. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Hứa Ước Ngọc bèn lập tức nhảy lên rồi chạy vọt tới chỗ hắn, hức, bé mập à, anh đúng là cái đồ không có lương tâm, anh thậm chí còn không chủ động liên lạc cho tôi nữa chứ. Tề Đẳng Nhàn trả lời, dạo gần đây tôi có hơi bận rộn, đợi đến khi nào rảnh rỗi thì tôi sẽ mời cô đi ăn cơm hoặc là uống cà phê một bữa. Bốn người bọn họ cùng bước vào bên trong sân bay. Nhưng vừa mới bước vào thì bọn họ đã gặp phải hai người ngày hôm qua là Quý Khải và Tạ Thiên Bảo. Tạ Thiên Bảo nhìn Từ Ngạo Tuyết với vẻ mặt âm dương quái khí, thậm chí ngay cả giọng nói của cô ta cũng âm dương quái khí theo, không thể nào,
chắc là sẽ không thực sự có người nào đó nghĩ rằng bản thân đã đắc tội với nhà họ Quý mà còn có thể bình an vô sự rời khỏi thành phố Hương Sơn đấy chứ. Hứa Trường Ca nhìn thấy Quý Khải đang đứng bên cạnh Tạ Thiên Bảo thì không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, sau đó ông nhìn về phía hai người Từ Ngạo Tuyết và Tề Đẳng Nhàn. Các cháu đã đắc tội với người của nhà họ Quý sao? Hứa Trường Ca thấp giọng hỏi bọn họ. Nhà họ Quý, đây chính là đại gia tộc giàu có nhất toàn bộ thành phố Hương Sơn đấy. Khuôn mặt của Hứa Ước Ngọc cũng không nhịn được mà sầm xuống, uy danh của nhà họ Quý ở thành phố Hương Sơn này thực sự không phải là nhỏ, bọn họ chính là gia tộc bản địa đứng đầu thành phố hàng thật giá thật. Hiển nhiên là sau khi bị Tề Đẳng Nhàn làm cho bẽ mặt vào ngày hôm qua thì Quý Khải và Tạ Thiên Bảo vẫn còn chưa cam tâm một chút nào, bọn họ thực sự không định để cho Từ Ngạo Tuyết rời khỏi thành phố Hương Sơn. Thì ra là Hứa Tổng Hứa Trường Ca đấy sao, thế nào, Hứa Tổng muốn nhúng tay vào giữa ân oán của bọn tôi đấy à? Sau khi nhìn thấy Hứa Trường Ca, Quý Khải không nhịn được mà cười lạnh một tiếng rồi lên tiếng dò hỏi. Trái tim của Hứa Ước Ngọc cũng đập thình thịch thật nhanh trong lồng ngực, cô tự hỏi rằng tại sao cái tên bé mập kia lại giỏi gây chuyện như vậy nhỉ, bọn họ chỉ vừa mới không gặp nhau có mấy ngày thôi mà hắn đã đắc tội với người của nhà họ Quý rồi, thế này thì chẳng phải là hắn đang sợ mạng của bản thân quá dài hay sao? Những lời mà Quý Khải vừa mới nói khiến cho Hứa Trường Ca vô cùng khó xử, dĩ nhiên là ông không thể nào đắc tội với nhà họ Quý được. Nhưng đồng thời ông cũng có mối quan hệ hợp tác làm ăn đối với Từ Ngạo Tuyết, ông nên trả lời như thế nào cho phải đây? Tề Đẳng Nhàn chỉ khoát tay áo một cái rồi quay mặt về phía Hứa Trường Ca mà nói, chú Hứa à, chuyện này không có liên quan gì đến chú cả, thế nên chú không cần nhúng tay vào đâu, chú chỉ cần đứng ở một bên đợi xem trò vui là đủ rồi. Khuôn mặt của Từ Ngạo Tuyết vô cùng lạnh lẽo, cô ta nói. Xem ra chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua không để lại cho hai người một bài học bổ ích cho lắm nhỉ. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, hai người Quý Khải và Tạ Thiên Bảo lại cảm thấy bản thân không còn mặt mũi mà gặp ai nữa, một ngọn lửa giận dữ lập tức bùng lên trên đỉnh đầu của bọn họ. Bọn họ bị Tề Đẳng Nhàn lấy lựu đạn giả ra để hù dọa, chỉ riêng việc này thôi đã đủ để trở thành chuyện cười của tất cả mọi người rồi, hơn nữa bọn họ còn làm kinh động đến cảnh sát trưởng là Hoắc Đa. Thậm chí còn khiến cho ông ta phải mang đến nhiều cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ như vậy đến để xử lý nữa. Kết quả thì sao, sấm to mà mưa lại nhỏ, rốt cuộc là chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Tôi đã nói rồi còn gì, cô không thể ra khỏi thành phố Hương Sơn được đâu. Tạ Thiên Bảo nhìn Từ Ngạo Tuyết rồi nói bằng giọng hết sức lạnh lùng. Nếu như cô không muốn ăn quả đắng thì hãy mau ngoan ngoãn cút về đi. Chẳng lẽ cái sân bay này là do gia đình cô mở ra hay sao? Từ Ngạo Tuyết thản nhiên hỏi lại. Đúng lúc đó thì người phụ trách sân bay quốc tế thành phố Hương Sơn đi ra ngoài, ông ta quay sang nhìn về phía Từ Ngạo Tuyết rồi nói, Từ tiểu thư, kể từ lúc này trở đi cô đã bị sân bay quốc tế thành phố Hương Sơn chúng tôi xếp vào trong danh sách đen rồi, chúng tôi sẽ đình chỉ tất cả mọi hình thức phục vụ có liên quan đến cô. Tạ Thiên Bảo vừa cười ha ha vừa nói, cô đã nghe thấy chưa hả? Tôi nói cho cô biết một điều, không chỉ có sân bay quốc tế này đâu, cho dù cô có muốn rời đi bằng tàu thủy thì cũng đừng có hòng, tôi đã chặn kín tất cả các cửa ra của thành phố Hương Sơn này đối với cô rồi. Nếu như cô vẫn còn muốn quay về Nam Dương nữa thì sao nhỉ? Chỉ sợ là cô sẽ bị tính là dân nhập cư trái phép đấy. Có điều cô cứ thử lén lút chạy sang đó xem, lỡ như có một chút chuyện gì đó xảy ra trên biển thì coi như sẽ không có ai biết đâu à nha. Tạ Thiên Bảo tỏ ra vô cùng đắc ý, chỉ cần cho cô ta thêm một vài ngày nữa thôi là được, khi đó những người mà cô ta đã phái tới Nam Dương sẽ có thể khống chế được khối tài sản nhỏ tí hon của Từ Ngạo Tuyết rồi bỏ vào trong túi tiền của cô ta. Nhà họ Triệu vẫn luôn giữ thái độ lập lờ nước đôi đối với việc Tạ Thiên Bảo muốn đến giành địa bàn làm ăn với Từ Ngạo Tuyết, bọn họ chưa từng bày tỏ ý kiến gì. Thậm chí Tạ Thiên Bảo còn có thể liên lạc với nhiều thế lực bản địa ở thành phố Hương Sơn hơn nữa để nhờ bọn họ giúp đỡ ngăn chặn Từ Ngạo Tuyết, nhưng Quý Khải nói cho cô ta biết rằng cô ta không cần làm như thế, bởi vì chỉ cần một nhà họ Quý thôi là đã đủ rồi. Anh ta đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Quý, dĩ nhiên anh ta là một người rất có mặt mũi rồi, ở trong thành phố Hương Sơn này thì không một ai là dám không nể mặt anh ta cả. Tạ Thiên Bảo nghĩ ngợi rồi thấy cũng đúng. Nhà họ Quý chính là gia tộc có quyền có thế đứng đầu ở thành phố Hương Sơn,
làm gì có ai dám trêu chọc những người sở hữu khối tài sản khổng lồ đủ để so sánh với cả một quốc gia như vậy chứ? Có Quý Khải ở đây, vậy là đủ để cô ta dạy dỗ lại một con chim phượng hoàng đã gãy cánh như Từ Ngạo Tuyết rồi. Ngày hôm nay tôi muốn quay trở về Nam Dương, không một ai có thể ngăn cản được tôi đâu. Từ Ngạo Tuyết cũng nói bằng vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Tôi thì đang muốn nhìn thử xem cô sẽ quay trở về như thế nào đây, nếu cô thực sự có bản lĩnh thì cứ ôm theo một cái phao rồi bơi qua đại dương mà quay trở về đi. Ha ha ha, Tạ Thiên Bảo phá lên cười thật to. Tất cả những điều này đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi, tôi đã cho cô mặt mũi nhưng chính cô lại không cần. Đợi đến khi toàn bộ khối tài sản mà cô đã gây dựng ở Nam Dương đều bị tôi nắm giữ thì cô cũng sẽ trở thành một kẻ hoàn toàn vô dụng với nhà họ Triệu mà thôi. Đến lúc đó, tôi ngược lại cũng muốn nhìn thử xem cô sẽ phải chết như thế nào. Tạ Thiên Bảo càng nói thì nét mặt của cô ta càng trở nên đắc ý và càn rỡ hơn. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi bước một bước về phía trước, hắn thản nhiên hỏi một câu, Quý Khải có phải không nhỉ? Chuyện ngày hôm qua chẳng lẽ không để lại cho cậu một bài học nào đáng nhớ hay sao? Thế nên ngày hôm nay cậu mới dở ra mấy thủ đoạn dơ bẩn, kém cỏi, hèn hạ như thế này. Quý Khải nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, có thể nói là chuyện xảy ra ngày hôm qua đã khiến cho anh ta mất hết cả mặt mũi rồi. Hứa Ước Ngọc thấy hình như là Tề Đẳng Nhàn đang chủ động khiêu khích Quý Khải thì phải, cô bèn không nhịn được mà run lên một cái, sắc mặt cũng chuyển sang màu trắng bệch. A a a, bé mập ơi là bé mập, đây chính là thiếu gia nhà họ Quý, Quý Khải đấy nhé. Hứa Ước Ngọc âm thầm kêu rên trong lòng. Cô thực tình cảm thấy lo lắng thay cho Tề Đẳng Nhàn. Quả thực là ngày hôm ấy việc ông chủ quan vừa đến tận nơi để xin lỗi Tề Đẳng Nhàn vừa mang theo 500 triệu bồi thường đã khiến cho tất cả mọi người của nhà họ Hứa đều cảm thấy vô cùng chấn động, nhưng mà ông chủ quan với nhà họ Quý là người của chung một tầng lớp hay sao? Quý Khải chậm rãi nói, coi như ngày hôm qua mày đã gặp may mắn, có cảnh sát trưởng Hoắc ở đó nên tao không tiện bắt mày lại, cho mày có cơ hội dễ dàng thoát thân. Có điều mày không thể may mắn như vậy mãi mãi được đâu. Hứa Ước Ngọc muốn lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện giữa bọn họ, nhưng rồi cô bị Hứa Trường Ca kéo lại. Hứa Trường Ca lắc đầu với cô rồi nói rằng, chúng ta không thể tham gia vào những cuộc đấu đá ở cấp bậc như thế này được đâu. Hơn nữa Tiểu Lý cũng không phải là một người bình thường, vì vậy nên con không cần phải quá lo lắng làm gì cả. Hứa Ước Ngọc chỉ bĩu môi. Nhưng mà cô không thể không thừa nhận rằng những gì mà Hứa Trường Ca vừa mới nói cũng rất có lý, quả thực những cuộc đấu đá ở cấp bậc như thế này là một thứ gì đó mà nhà họ Hứa có thể tham gia vào được. Dĩ nhiên là Hứa Trường Ca cũng có một chút danh tiếng đáng kể ở thành phố Hương Sơn này, nhưng mà để so sánh với những nhân vật như người thuộc nhà họ Quý thì ông vẫn quá mức nhỏ bé. Con mẹ nó, cậu dám uy hiếp tôi đấy à? Tề Đẳng Nhàn cau mày. Hắn ngay lập tức tát cho Quý Khải một cái thật mạnh đến nỗi anh ta ngã oạch xuống dưới đất. Lần này thì không chỉ có mỗi Quý Khải ngẩn người ra không hiểu chuyện gì, mà ngay cả Hứa Trường Ca và Hứa Ước Ngọc khi chứng kiến cảnh tượng ấy cũng trở nên vô cùng choáng váng. Bởi vì không một ai có thể đoán trước được rằng Tề Đẳng Nhàn lại dám ra tay với một người có địa vị như Quý Khải. Ngay cả Tạ Thiên Bảo cũng không nhịn được mà cảm thấy vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Cô ta có cảm giác như trên mặt mình cũng hơi lành lạnh. Người phụ trách sân bay quốc tế thành phố Hương Sơn cũng không thể không tỏ ra vô cùng khiếp sợ, nhưng ngay sau khi tỉnh táo lại thì ông ta lập tức hô lên bằng giọng hết sức giận dữ. Bảo vệ đâu rồi, mau tới đây hết cho tôi, ở đây có một người giở trò hành hung với người khác. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà giơ chân lên đá một cước vào bụng của người phụ trách sân bay, khiến cho ông ta ngã huỵch xuống đất rồi văng ra xa tận vài mét. Sau đó hắn khó chịu nói, làm ầm làm ý cái gì đây không biết. Hứa Ước Ngọc suýt chút nữa thì bị dọa cho ngất xỉu rồi, hành động như thế này thì không phải là quá bạo lực hay sao, có điều nếu Tề Đẳng Nhàn chỉ đánh một người có thân phận không quá lớn như người phụ trách sân bay thì cũng không sao cả, nhưng mà Quý Khải vẫn còn đang nằm ở dưới đất kia kìa, liệu chuyện này có thể giải quyết một cách đơn giản được không vậy? Tề Đẳng Nhàn nhìn về phía Quý Khải rồi giơ tay chỉ thẳng vào mũi anh ta. Hắn nói bằng giọng hết sức lạnh lùng, chỉ sợ là cha cậu cũng không muốn gặp lại một thằng con trai ngu ngốc, chơi với ai không chơi mà lại đi chơi với cái con danh ngu ngốc không kém đến từ nhà họ Tạ như cậu đâu đấy. Tạ Thiên Bảo không nhịn được mà nổi giận đùng đùng, cô ta hỏi lại, anh vừa mới nói cái gì đấy?
Quý Khải cũng tỏ ra vô cùng giận dữ, nhưng khi đối diện với Tề Đảng Nhàn và nhìn vào trong mắt hắn thì anh ta chỉ có thể bắt gặp một sự uy nghiêm dường như vô tận nằm ở giữa hai nhãn cầu của hắn mà thôi. Trong khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi ấy, dường như anh ta đã bước chân vào một cung điện cũ ở bên trong danh thắng là một tòa tháp cổ xưa, đứng đối diện với một pho tượng cao hơn 10 thước có hình dáng giống như một thiên thần đang chuẩn bị giáng đòn trừng phạt xuống. Cũng vì thế mà anh ta có thể cảm nhận được rằng bản thân nhỏ bé ra sao và đối phương là một sinh vật thần thánh không thể mạo phạm như thế nào. Rốt cuộc mày có thân phận như thế nào cơ chứ? Lần trước tao đã theo bố của tao đến nước Anh công tác một vài ngày, nữ hoàng của Vương quốc Anh đã tự mình ra đón tiếp bố và tao, nhưng thậm chí lúc đó tao còn không có cảm giác căng thẳng và sợ hãi như lúc này đây. Quý Khải không nhịn được mà âm thầm tự hỏi trong lòng, anh ta có cảm giác như da gà da vịt đang nổi lên từng đợt một trên làn da của mình. Cho dù nữ hoàng của Vương quốc Anh có là người như thế nào đi chăng nữa thì bà ta cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, còn về phần Tề Đảng Nhàn thì, hắn đã không còn là một con người bình thường nữa rồi, nếu như được đặt vào trong thời kỳ cổ đại thì hắn sẽ là sự tồn tại giống như các chân nhân hoặc là Phật Đà vậy. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa mới trôi qua ban nãy, có thể dùng bốn chữ sau đây để hình dung và miêu tả ra nét mặt cùng với khí chất mà Tề Đảng Nhàn thể hiện ra trước mặt Quý Khải dáng vẻ trang nghiêm. Nhất thời Quý Khải đã bị dọa cho sợ chết khiếp vì khí chất toát ra từ Tề Đảng Nhàn. Có điều ngay sau đó thì đám bảo vệ cũng đã bắt đầu chạy tới, bọn họ nhìn thấy Tề Đảng Nhàn đang đánh người thì lập tức rút rùi cui điện ra, chuẩn bị tinh thần hành động là phải bắt cho bằng được hắn đã rồi mới tính tiếp. Nhưng mà ngay lúc này, một tiếng kêu đau đớn bỗng dưng truyền đến. Một ông lão quắc thước mặc bộ trang phục đời đường màu trắng toát cùng với một ông lão khác trông như có thân phận quản gia đang bước về phía bọn họ. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ông lão kia, tất cả mọi người đều phải sửng sốt kinh ngạc. Không ngờ đó lại là Lôi Thiên Tứ, một người luôn thích ru rú trong nhà mà không bao giờ bước chân đi nơi nào khác. Một nhân vật truyền kỳ vẫn còn sống sờ sờ ở thành phố Hương Sơn. Sau khi nhận ra người vừa mới xuất hiện chính là Lôi Thiên Tứ, Hứa Ước Ngọc không nhịn được mà trở nên kích động đến mức cả người cô run lên bần bật. Cô ngạc nhiên nói, Daddy ơi, đây chính là nhân vật truyền kỳ của thành phố Hương Sơn chúng ta, Lôi Lão phải không? Thật không ngờ là lại có ngày con được nhìn thấy người thật xuất hiện ngoài đời đấy. Lôi Thiên Tứ luôn giữ vững nếp sống khiêm tốn và ẩn dật, gần như rất hiếm khi ông ta mới đi ra khỏi nhà một lần. Hứa Trường Ca cũng không nhịn được mà tỏ ra khiếp sợ, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cho một con người luôn luôn không màng thế sự như Lôi Thiên Tứ phải tự mình bước chân ra khỏi nhà để tìm đến tận đây vậy? Chẳng lẽ là nhà họ Quý còn có mối quan hệ gần gũi với nhà họ Lôi nữa sao? Nếu như vậy thật thì chẳng phải là Tề Đảng Nhàn đang rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm hay sao? Sau khi nhìn thấy Lôi Thiên Tứ, Quý Khải cũng phải vội vàng cất tiếng chào ông ta bằng giọng vô cùng cung kính, cháu chào ông Lôi ạ. Lôi Thiên Tứ liếc mắt nhìn anh ta một cái, vậy nhưng ông ta không hề nói lời chào đáp lại mà chỉ quay mặt về phía Tề Đảng Nhàn rồi nói với hắn, Lý Tổng à, tôi nghe nói là có người đang muốn làm khó dễ cậu phải không, đó rốt cuộc là ai vậy? Người nào mà lại dám không để người nhà họ Lôi chúng tôi vào trong mắt, không thèm cho chúng tôi một chút mặt mũi nào cả vậy? Sau khi nghe xong những lời này, đám bảo vệ cũng đều lục tục dừng bước, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Người mà Lôi Thiên Tứ xuất hiện để chống lưng cho lại là cái tên mập mạp kia sao? Miệng của Hứa Ước Ngọc há ra thật to, cô nhìn Tề Đảng Nhàn với vẻ mặt cực kỳ chấn động, đôi môi của cô cũng liên tục run rẩy, cô thậm chí còn không thể thốt ra nổi một lời nào. Hứa Trường Ca cũng khó có thể giấu được sự khiếp sợ trong lòng mình, ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên là dù có nằm mơ thì ông cũng không thể nào ngờ được rằng giữa Lôi Thiên Tứ và Tề Đảng Nhàn lại có một mối quan hệ thân thiết đến như vậy. Ha ha ha, Lôi Lão, tôi không ngờ là tôi lại làm kinh động đến ông đấy. Tôi còn đang nghĩ là nếu có thể để cho Lôi Tổng Quản vất vả đến đây một chuyến thì đã là tốt quá rồi. Tề Đảng Nhàn quay mặt sang nhìn hai người Lôi Thiên Tứ và Lôi Tổng Quản rồi mỉm cười và nói. Quý Khải không thể không cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta cũng cứng ngắc cả lại, khó trách Tề Đảng Nhàn lại dám tát cho anh ta một cái như trời giáng thế kia, thì ra là có người của nhà họ Lôi làm chỗ dựa cho hắn à. Nhà họ Quý là một gia tộc rất mạnh mẽ, số tiền mà bọn họ kiếm được chắc chắn cũng nhiều hơn nhà họ Lôi,
thế nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ mạnh mẽ hay cao quý hơn nhà họ Lôi. Nhà họ Lôi chính là một gia tộc đã vùng lên nhờ vào việc bán mạng cho Tổ quốc, nhờ có nhà họ Lôi mà Tổ quốc của bọn họ đã nhận được biết bao nhiêu lợi ích rồi cơ chứ. Nhà họ Lôi đã cống hiến cho toàn bộ nước Hoa nhiều như vậy, làm gì có ai có thể khiến cho địa vị của bọn họ ở thành phố Hương Sơn này lung lay được đây. Quý Khải nghĩ mà thấy miệng đắng lưỡi khô, anh ta lảo đảo đứng lên. Khuôn mặt của Tạ Thiên Bảo cũng chuyển thành màu xám xịt như màu đất, hiển nhiên là cô ta không ngờ rằng Tề Đảng Nhàn lại có một mối quan hệ như vậy. Lôi Thiên Tứ quay mặt về phía Tề Đảng Nhàn, ông ta mỉm cười rồi nói, cả Lý Tổng và Từ Tiểu Thư đều có ân tình rất lớn đối với nhà họ Lôi chúng tôi, nếu như hai cô cậu gặp phải chuyện phiền phức thì dĩ nhiên là Lôi Thiên Tứ tôi đây phải đích thân xuất hiện để xem thử xem như thế nào rồi, không biết là người nào gan to bằng trời mà lại dám nhắm vào ân nhân của tôi như vậy nhỉ. Trong lúc đang nói chuyện, Lôi Thiên Tứ còn dùng ánh mắt nghiêm nghị đảo qua nhìn TBB và Quý Khải. Tạ Thiên Bảo không nhịn được mà run lẩy bẩy, cô ta là một người có xuất thân từ gia tộc quyền quý ở Đế Đô, dĩ nhiên là cô ta cũng đã từng được nghe kể về những câu chuyện xưa của nhà họ Lôi, cô ta hiểu rất rõ rằng trong mắt các vị đại lão quyền cao chức trọng của thế hệ trước thì Lôi Thiên Tứ là người có địa vị như thế nào. Bọn họ muốn đối đầu với nhà họ Lôi sao? Vậy thì chẳng khác nào bọn họ đang không để lại chút mặt mũi nào cho các vị đại lão thuộc tầng lớp người cao tuổi ở Đế Đô kia rồi, mặc dù hiện tại thì tầng lớp người cao tuổi kia đã không còn thường xuyên ra mặt xử lý mọi chuyện nữa nhưng nguồn lực và tài nguyên mà bọn họ giấu kín thì vẫn vô cùng đáng sợ. Từ Tiểu Thư đang chuẩn bị rời khỏi thành phố Hương Sơn để quay về Nam Dương, kết quả là một vài người nào đó không có ý định để cho cô ấy rời đi. Bọn họ còn tuyên bố cực kỳ dõng dạc là cô ấy không thể nào ra khỏi thành phố Hương Sơn này được. Tề Đảng Nhàn quay sang nói với Lôi Thiên Tứ. À, với lại ban nãy thì người phụ trách sân bay quốc tế thành phố Hương Sơn này cũng đã nói là ông ta vừa mới kéo Từ Tiểu Thư vào trong danh sách đen rồi. Ây, bây giờ thì chúng tôi cũng không biết nên làm gì mới phải đây. Mặc dù đúng là Từ Ngạo Tuyết thực sự đã có ân tình đối với nhà họ Lôi. Nhưng mà nếu thiếu đi Tề Đảng Nhàn thì nhà họ Lôi tuyệt đối không thể vì cô ta mà đứng ra để trở mặt với nhà họ Quý và nhà họ Tạ đến từ Đế Đô được. Đối với nhà họ Lôi mà nói, Tề Đảng Nhàn là một con người quá mức quan trọng, huống chi 6 năm trước cũng chính Tề Bất Ngữ đã tự mình đứng ra bảo vệ chỗ ở của nhà họ Lôi những 3 ngày liên tiếp, ân tình này còn có thể lớn đến mức nào nữa chứ? Có thể nói nhà họ Lôi còn tồn tại được đến ngày hôm nay đều là nhờ vào ân tình của Tề Bất Ngữ cả. Nếu như không có Tề Bất Ngữ thì không chừng trong suốt 6 năm nay vẫn sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà chính bản thân Lôi Thiên Tứ cũng không thể giải quyết được. Khuôn mặt của người phụ trách sân bay quốc tế thành phố Hương Sơn lập tức biến thành màu xám xịt như màu đất, ông ta lập tức quỳ xuống trước mặt Lôi Thiên Tứ rồi vừa khóc vừa nói, Lôi Lão, cái này, tôi thực sự không biết gì về chuyện Từ Tiểu Thư là bạn tốt của nhà họ Lôi các ngài đâu ạ. Nếu không cho dù tôi có 100 cái lá gan thì tôi cũng không dám làm như vậy với cô ấy. Lôi Thiên Tứ liếc nhìn ông ta một cái với sắc mặt hết sức lạnh lùng, sau đó ông ta lại đổi sang nhìn về phía Quý Khải và nói, cậu chính là người bảo ông ta làm như vậy phải không? Quý Khải mím môi một cái rồi trả lời, phải đấy. Vậy thì Từ Tiểu Thư hãy sử dụng máy bay tư nhân của nhà họ Lôi chúng tôi mà rời đi đi, ngày hôm nay tôi muốn nhìn thử xem còn có ai dám ngăn cản cô nữa. Lôi Thiên Tứ nói bằng giọng vô cùng lạnh lẽo. Lôi Tổng Quản cũng không cần đợi đến khi Lôi Thiên Tứ ra lệnh, ông ta bước lên một bước rồi nói, lão gia, vậy thì tôi xin phép đi bảo người ta sắp xếp một chiếc máy bay tư nhân để giúp đưa Từ Tiểu Thư quay trở về Nam Dương. Sau khi xác nhận rằng Lôi Thiên Tứ đã gật đầu, Lôi Tổng Quản ngay lập tức vội vã xoay người bỏ đi để gọi người sắp xếp máy bay tư nhân theo lệnh của Lôi Thiên Tứ. Lúc nào về nhà thì nhớ bảo ông nội của cậu gọi cho tôi một cuộc, tôi muốn nói vài câu với ông ta đấy. Lôi Thiên Tứ quay mặt về phía Quý Khải rồi nói. Từ trên người Lôi Thiên Tứ toát ra khí chất thuộc về một đại lão đứng trên đỉnh nhân sinh, khi ông ta nói chuyện với ai đó bằng giọng răn đe thì cảm giác không khác gì có sấm truyền bên tai vậy, không có bất cứ người nào dám bỏ qua câu nói đó. Quý Khải vội vàng gật đầu với ông ta rồi trả lời, dạ dạ dạ. Khi nào về nhà thì cháu sẽ nhắn lại cho ông nội cháu ngay lập tức. Ngay sau đó Lôi Thiên Tứ lại quay đầu sang nhìn về phía Tạ Thiên Bảo. Tạ Thiên Bảo vội vàng cúi đầu xuống thật thấp rồi nói bằng giọng hết sức cung kính, cháu chào Lôi Lão ạ,
cháu đã nghe nói và ngưỡng mộ danh tiếng của ông từ lâu lắm rồi. Lôi Thiên Tứ nói với cô ta, nếu như nhà họ Tạ muốn tới thành phố Hương Sơn để mở rộng việc buôn bán thì tôi đây rất hoan nghênh, nhưng mà các cô cũng không nên vô duyên vô cớ động chạm đến những người bạn của nhà họ Lôi chúng tôi. Nếu không thì tôi không thể đảm bảo là tôi sẽ để lại thứ gọi là mặt mũi cho nhà họ Tạ các cô đâu. Tạ Thiên Bảo đáp lại Lôi Thiên Tứ bằng thái độ nơm nớp lo sợ, dạ vâng, cháu đã hiểu rồi ạ, cảm ơn Lôi lão vì đã nhắc nhở cháu. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà âm thầm cảm thán trong lòng, quả thực là nhà họ Lôi vẫn làm việc rất chu đáo, vốn dĩ hắn kể chuyện này cho Lôi Trấn Kỳ chỉ là vì hắn muốn bọn họ cử Lôi Tổng Quản sang đây một chuyến để ra mặt là được. Nhưng không một ai có thể ngờ được rằng sau khi biết được chuyện này thì Lôi Thiên Tứ lại đích thân tìm đến để giúp Tề Đẳng Nhàn giải quyết vấn đề, có thể nói là bọn họ đã rất nể mặt mũi hắn rồi. Cũng không biết nếu như người của nhà họ Lôi biết về thân phận thật của mình thì liệu bọn họ có còn nguyện ý làm bạn với mình không nhỉ? Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay với Hứa Trường Ca ý bảo ông hãy bước qua đây, sau đó hắn mỉm cười với Lôi Thiên Tứ và giới thiệu, Lôi lão à, đây là trưởng bối của tôi, chú Hứa Trường Ca. Lôi Thiên Tứ cũng mỉm cười rồi nói, tôi cũng đã từng nghe qua tên của Hứa Tổng rồi. Cậu chính là một nhân vật có tài kinh doanh tiếng lành đồn xa ở thành phố Hương Sơn này đấy, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi không dám nhận đâu, tôi đâu có xứng đáng với những lời khen vừa rồi của Lôi lão. Hứa Trường Ca có cảm giác như thụ sủng nhược kinh, quả thực là ông đã vô cùng kinh sợ. Hứa Trường Ca không nhịn được mà quay sang nhìn Tề Đẳng Nhàn thêm một lần nữa, ông chỉ cảm thấy cậu thanh niên trẻ tuổi này đúng là một người sâu không lường được. Trước kia hắn từng nói rằng hắn muốn nâng đỡ nhà họ Hứa các ông trở thành một gia tộc quan trọng ở thành phố Hương Sơn, xem ra là hắn lợi hại thật chứ không hề có ý định bốc phét. Chỉ riêng nhờ vào tầng quan hệ này với nhà họ Lôi là đã đủ để thực hiện lời nói đó rồi. Quý Khải và Tạ Thiên Bảo buộc phải cùng nhau rời đi với bộ mặt xám xịt, nếu như Lôi Thiên Tứ đã đứng ra rồi thì làm gì còn có ai dám nhảy qua nhảy lại bên dưới mí mắt của ông ta nữa chứ. Quả thực là danh tiếng của Lôi Thiên Tứ còn có tác dụng hơn nhiều so với danh tiếng của thị trưởng thành phố Hương Sơn. Tất cả những điều này đều được tạo thành nhờ địa vị cao đến nỗi không thể chạm đến của nhà họ Lôi. Lý Tổng này, hay là cậu tới căn nhà tồi tàn của tôi để ở tạm một vài ngày đi vậy? Lôi Thiên Tứ quay mặt về phía Tề Đẳng Nhàn rồi nở một nụ cười hết sức bất đắc dĩ. Sau khi nghe xong những lời này của ông ta, Hứa Ước Ngọc và Hứa Trường Ca lại càng không nhịn được mà tỏ ra khiếp sợ hơn nữa, một đại lão như Lôi Thiên Tứ lại có thể chủ động mời Tề Đẳng Nhàn đến ở lại trong nhà của ông ta, thậm chí ông ta còn dùng giọng điệu có một chút khẩn cầu và van xin nữa sao? Điều này quả thực là không thể lường trước được mà. Thưa lão gia, máy bay tư nhân của nhà chúng ta đã được sắp xếp thỏa đáng rồi ạ. Thưa Từ tiểu thư, cô có thể lên máy bay và xuất phát bất cứ lúc nào. Lúc này thì Lôi Tổng Quản đã trở về, ông ta đã sắp xếp máy bay tư nhân của nhà họ Lôi đâu vào đấy để sẵn sàng sử dụng. Từ Ngạo Tuyết bèn gật đầu với Lôi Thiên Tứ rồi mỉm cười và nói cảm ơn ngài. Lôi Thiên Tứ đáp lại, Từ tiểu thư không cần phải khách sáo với chúng tôi làm gì đâu, nếu như lần này không có cô nói giúp với Ngô Đại Sư để ông ấy đến xem phong thủy với nhà chúng tôi thì không biết là chúng tôi còn phải quanh co lòng vòng đến lúc nào nữa. Từ Ngạo Tuyết nhìn đồng hồ rồi nói, tôi không dám nhiều lời nữa, tôi cũng đang vội nên phải quay trở về Nam Dương ngay lập tức, tôi xin phép đi trước đây. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm rồi nói với cô ta, để tôi tiễn cô lên máy bay nhé. Từ Ngạo Tuyết nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt vô cùng tức giận, cô ta thầm nghĩ trong lòng rằng bản thân thực sự không muốn ở chung với cái tên cặn bã khốn kiếp này thêm một giây một phút nào nữa. Tôi cũng đã biết là nhà họ Lôi rất coi trọng anh rồi. Nhưng tôi thực sự không ngờ là bọn họ lại coi trọng anh đến mức nào đấy, thậm chí ngày hôm nay Lôi Thiên Tứ còn đích thân đứng ra để xử lý vấn đề của anh. Từ Ngạo Tuyết không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Đây chính là lợi ích của việc đối xử chân thành với người khác đấy, cô tự nhìn lại bản thân cô đi xem nào, chính là vì cô quá coi trọng lợi ích nên mới không thể có được những người bạn như nhà họ Lôi giống tôi đấy. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười rồi nói với cô ta. Anh cút con mẹ anh đi. Anh tưởng trên đời này chỉ có mỗi mình anh là biết đối xử chân thành với người khác thôi hả? Anh có dám xuất hiện trước người nhà họ Lôi khi đang sử dụng khuôn mặt thực sự của anh không?
Nếu như anh mà đối xử chân thành với người khác thì trên đời này cũng làm gì có ai phạm tội lừa đảo nữa chứ. Sau khi nghe xong những lời này của Tề Đẳng Nhàn, Từ Ngạo Tuyết không nhịn được mà cười nhạt một tiếng, thậm chí cô ta còn liên tục cười lạnh. Nhưng khi đã nói ra những lời này rồi thì Từ Ngạo Tuyết lại cảm thấy có chút bực bội, khi ở chung với Tề Đẳng Nhàn thì số lần cô ta nói tục chửi bậy còn nhiều hơn so với 20 năm trước kia cộng lại nữa chứ. Nhất thời Tề Đẳng Nhàn cũng tỏ ra vô cùng khó chịu, hắn nói, chuyện mà tôi đang làm có thể coi là lừa đảo được sao? Cái này rõ ràng được gọi là chỉ số thông minh cao đấy chứ. Cái loại người như anh thì gọi là không có đạo đức, phường lừa đảo xoen xoét, nói mà không biết ngượng mồm. Từ Ngạo Tuyết liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt khinh bỉ. Trong lúc đang nói chuyện thì bọn họ đã đi đến trước cửa ra máy bay tư nhân của nhà họ Lôi. Từ Ngạo Tuyết nói, chúc mừng anh nhé, cùng lắm là chỉ 3 ngày nữa thôi thì anh đã biến thành phần tử khủng bố rồi kìa. Để tôi xem đến lúc đó thì cái đồ chuột nhắt không nhà không cửa như anh định chạy đi tận đâu. Tề Đẳng Nhàn chỉ đáp lại cô ta bằng khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, đến lúc đó thì cô nhớ là phải bật tin tức lên xem đấy, mong là hai tròng mắt của cô không bị rơi ra ngoài. Từ Ngạo Tuyết lại nói, tôi đây mỏi mắt mong chờ. Sau khi nói xong những lời này, cô ta cũng chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh để rời khỏi sân bay. Tề Đẳng Nhàn lại giơ tay lên rồi nói với cô ta, ê này, chẳng lẽ cô lại là người vô tình bạc bẽo như vậy hả? Chúng ta sắp phải chia tay nhau rồi, cô không thèm ôm tôi một chút sao? Từ Ngạo Tuyết hùng hổ xoay người lại, sau đó cô ta giơ tay lên rồi tát thẳng một cái vào mặt Tề Đẳng Nhàn. Vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại chỉ dùng tay trái để nắm lấy cổ tay của cô ta, sau đó hắn nhấc bổng cả người Từ Ngạo Tuyết lên rồi ôm cô ta vào trong ngực mình. Cô chính là cái kiểu mà bọn họ gọi là ngạo kiều phải không nhỉ? Nhưng cô cũng không nên dùng phương thức như vậy để thể hiện bản thân chứ. Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng hết sức thản nhiên. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày tôi tát thẳng vào cái bản mặt vừa già lại vừa dày của anh. Từ Ngạo Tuyết đáp lại bằng giọng lạnh lẽo. Cô ta biết rằng nhất định là cái tát kia của bản thân không thể chạm được vào người Tề Đẳng Nhàn được. Hơn nữa cô ta cũng thừa biết là Tề Đẳng Nhàn sẽ dùng phương thức nào để đáp trả lại cô ta. Tề Đẳng Nhàn bèn buông Từ Ngạo Tuyết ra rồi nói, tạm biệt nhé, đoán chừng là lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Nam Dương. Từ Ngạo Tuyết trừng mắt với Tề Đẳng Nhàn rồi nói, nếu như thứ lòng lang dạ sói mò đến thì tôi đã có súng săn để dự phòng trước. Tề Đẳng Nhàn cũng đáp lại bằng giọng điệu hết sức kiêu ngạo, tôi thì sợ cô cái dám à. Ông đây còn có đại bác đấy nhé. Khóe mắt của Từ Ngạo Tuyết bỗng dưng giật giật vài cái, cô ta xoay người đi làm thủ tục xuất cảnh rồi rời đi. Tề Đẳng Nhàn phất phất tay với cô ta, tuy là lần này thời gian hắn ở chung với Từ Ngạo Tuyết ở thành phố Hương Sơn không phải là quá dài nhưng hắn có cảm giác rằng đã có không ít biến hóa thần kỳ xảy ra giữa hai người. Từ Ngạo Tuyết đi lên máy bay tư nhân rồi bảo tiếp viên hàng không mang cho mình một ly rượu sâm panh. Sau đó cô ta uống một ngụm thật lớn để tự ổn định lại tâm trạng của bản thân mình. Cái tên chết tiệt này, nhất định sẽ có ngày mình giết chết anh ta. Nhất định phải là do mình tự tay giết chết anh ta mới được. Từ Ngạo Tuyết tự nhủ với bản thân những điều vô cùng thừa thãi. Nhưng mà Từ Ngạo Tuyết vừa mới cất cánh thì Tề Đẳng Nhàn đã nhận được một cuộc gọi từ Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long nói bằng giọng vô cùng lạnh lẽo, tôi đang sắp sửa thông báo cho anh một tin tức cực kỳ xấu đây. Tề Đẳng Nhàn hỏi lại, tin tức đó chắc là về vấn đề quyết định danh phận cho tôi là một phần tử khủng bố chứ gì. Ngọc Tiểu Long nghe xong câu nói ấy thì trả lời ừ một tiếng, sau đó cô lại tiếp tục, phía trên đã đạt được nhận thức chung với gia tộc Rothschild rồi, cũng bởi vì anh đã đánh chết cả Jimmy the Rothschild lẫn người của gia tộc thượng quan nên bọn họ chuẩn bị công bố rằng sẽ quyết định danh phận của anh là phần tử khủng bố có khả năng đe dọa an ninh toàn cầu. Có điều tất cả chúng tôi đã cố gắng hết sức để trì hoãn điều đó. Bên phía phó lão có thể giúp anh tranh thủ thời gian được thêm 3 ngày, vào 3 ngày sau thì anh sẽ chính thức bị coi là một phần tử khủng bố. Tề Đẳng Nhàn đáp lại bằng giọng hết sức lười biếng, à tôi biết rồi. Tôi còn tưởng là tôi sẽ trở thành phần tử khủng bố ngay lập tức nữa chứ. Rõ ràng là Ngọc Tiểu Long còn nghe ra được một chút cảm giác hưng phấn bên trong giọng điệu của Tề Đẳng Nhàn. Nhất thời cô cảm thấy trên đầu mình đầy những sọc đen, rốt cuộc cái tên này đang nghĩ gì thế không biết nữa. Hắn sắp bị người ta coi là phần tử khủng bố,
vậy mà hắn vẫn còn có thể hưng phấn được nữa hay sao? Ngọc Tiểu Long đâu có biết rằng Tề Đẳng Nhàn đang định nhân cơ hội này để lập mưu đồ phản con mẹ nó công lại một chuyến. Thằng khốn kiếp Quý Khải kia dám đối nghịch với hắn, hơn nữa nhà họ Quý lại còn là gia tộc có tiền nhất ở thành phố Hương Sơn này nữa chứ. Nếu như Tề Đẳng Nhàn không nhân cơ hội này để kiếm thêm thật nhiều tiền thì hắn phải chờ đến tận khi nào đây? Trước đây mình cũng đâu có hư hỏng như vậy đâu nhỉ, mình từng là một con người rất ngay thẳng và thành thật cơ mà, hiện tại thì mình lại chuẩn bị đi bắt cóc người khác để tống tiền, ai già, tất cả đều là tại cái đám tham lang và đồ phu khiến mình trở nên hư hỏng giống như bọn họ. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà yên lặng thở dài một tiếng trong lòng. Tề Đẳng Nhàn còn đang nghĩ ngợi về kế hoạch sắp tới của bản thân thì Ngọc Tiểu Long ở đầu dây bên kia đã nói tiếp bằng giọng lạnh lùng, tốt nhất là anh nên tranh thủ 3 ngày sắp tới để nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện cho thật kỹ càng đi, nếu không thì một khi danh phận của anh đã được định đoạt thì anh sẽ không thể xoay chuyển tình hình thêm một lần nào nữa được đâu. Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi đáp lại, không sao đâu, cô cứ đợi mà xem tin tức là được rồi. Tin tức gì nữa cơ chứ? Ngọc Tiểu Long liên tục nhíu mày. Tin tức quốc tế chứ còn gì nữa? Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ vô cùng đắc ý. Sau khi nói xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn bèn cúp điện thoại rồi nghĩ ngợi xem bản thân nên ra tay với Quý Khải vào thời điểm nào đây nhỉ? Dù sao thì mỗi lần nghĩ về việc bản thân đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy ở nước Thiên Chủ là Tề Đẳng Nhàn luôn luôn cảm thấy hơi đau lòng, thậm chí hắn vẫn còn đang phải mượn 2 tỷ đô la Mỹ từ phía Gusinski và Vinogradov nữa kia kìa. Ai già? Thực sự là chuyện gì cũng không thể không dính đến tiền bạc được. Tề Đẳng Nhàn nhét điện thoại di động vào trong túi rồi bước ra khỏi sân bay. Sau khi rời khỏi sân bay, Tề Đẳng Nhàn cũng ngay lập tức trèo lên xe ô tô của nhà họ Lôi rồi theo Lôi Thiên Tứ đến nhà họ Lôi một chuyến. Tề Đẳng Nhàn được nhà họ Lôi sắp xếp cho ở lại trong căn phòng mà Tề Bất Ngữ từng ở lại vào 3 ngày khi trước, căn phòng này chính là căn phòng nằm ở trung tâm của dinh thự. Sau khi bước chân vào trong căn phòng trung tâm đó, Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức cảm thấy hình như từ trường phong thủy ở bên trong dinh thự này đã có xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu, mà những phản ứng biến hóa ấy xuất hiện là bởi vì hắn đã có mặt ở đây. Mình đã tu luyện đến được trình độ này rồi, cho dù có là con rồng được chôn ở Sơn Hải thì cũng không thể kéo theo mình chôn chung được đâu. Tề Đẳng Nhàn nhắm mắt lại rồi cảm nhận thật kỹ càng, từng lỗ chân lông của hắn đều mở rộng ra. Từng sợi tóc gáy của hắn đều dựng đứng lên, hắn cảm nhận được sát khí sâu đậm được giấu ở vùng trung tâm của bố cục sắp xếp phong thủy. Lôi Thiên Tứ gõ cửa rồi bước vào trong phòng, ông ta hỏi, Lý Tổng à, cậu đã cảm nhận được điều gì chưa vậy? Tề Đẳng Nhàn mở hai mắt ra nhìn về phía Lôi Thiên Tứ, sau đó mỉm cười và nói, tôi đã cảm nhận được sát khí nằm ở trung tâm của bố cục sắp xếp phong thủy của nơi này rồi. Có điều, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Với một người đã tu luyện được đến cảnh giới này như tôi thì thậm chí tôi còn có thể trấn áp được loại bố cục sắp xếp phong thủy còn chết chóc hơn như thế này nữa cơ. Lôi Thiên Tứ nói, vậy thì tốt quá rồi, vậy thì tốt quá rồi. Đành phải làm phiền Lý Tổng khổ cực ở nhà họ Lôi chúng tôi một vài ngày vậy, đến lúc đó thì chắc chắn là tôi sẽ không bạc đãi Lý Tổng một chút nào đâu. Lôi lão không cần phải khách sáo với tôi làm gì, với tôi thì một chút tiền bạc kia không phải là quá quan trọng đâu. Tôi có thử biện pháp để kiếm được nhiều tiền mà. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha một tiếng rồi đáp lại. Lôi Thiên Tứ đứng đó nói chuyện với Tề Đẳng Nhàn một lát rồi cũng không quấy rầy hắn thêm nữa. Ông ta lại nói thêm một vài câu rồi ngay lập tức rời khỏi. Sau đó Tề Đẳng Nhàn lại gọi điện thoại cho Dương Quan Quan, bảo cô ta sáng sớm ngày mai hãy lái xe đưa cả Hoàng Sung theo đến một nơi ở gần nhà họ Lôi để tìm hắn và tiếp tục quá trình luyện công. Vào rạng sáng ngày hôm sau, Dương Quan Quan lái xe đưa theo cả Hoàng Sung đến một nơi ở gần nhà họ Lôi để tìm Tề Đẳng Nhàn. Câu đầu tiên mà Dương Quan Quan nói ra sau khi mở miệng là, Từ Ngạo Tuyết đã quay về Nam Dương chưa vậy? Tề Đẳng Nhàn trả lời lại, cô ta đã về rồi, có một số người muốn gây sự với cô ta nên cô ta phải nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt để ổn định lại tình hình, nếu không thì sản nghiệp của cô ta sẽ bị người ta lén lút thâu tóm mất. Dương Quan Quan hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại nói, chỉ sợ là anh vẫn còn cảm thấy có chút luyến tiếc cô ta phải không? Tề Đẳng Nhàn không đối diện thẳng thắn với câu hỏi đó mà chỉ quay đầu nhìn về phía Hoàng Sung rồi bắt đầu chỉ điểm công phu cho anh ta,
hắn đang nghĩ biện pháp để giúp cho Hoàng Sung kết hợp võ công của bản thân anh ta với kỹ thuật bắn súng vào làm một. Thấy bản thân không được để ý tới, nụ cười mỉa mai trên gương mặt của Dương Quan Quan lại càng thêm sâu đậm, cô ta thầm nghĩ sau này mình phải tính sổ với cái tên khốn kiếp Tề Đẳng Nhàn kia một lần thật đàng hoàng mới được. Nếu như không phải Dương Quan Quan đã chứng kiến cảnh Tề Đẳng Nhàn vì cứu mình mà bị đạn bắn chảy cả ra thì ngày hôm nay cô ta đã quyết tâm vặt cái đầu chó của hắn xuống cho hả cơn giận của bản thân rồi. Cái thằng khốn kiếp tên là Nghiêm Động kia bây giờ đang ở thành phố Hương Sơn phải không? Như vậy thì để tôi đi tìm anh ta rồi vặt đầu anh ta xuống trước đã, chỉ còn có 2 ngày nữa thôi là sư phụ của anh sẽ chính thức trở thành phần tử khủng bố rồi. Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Hoàng Sung rồi nói với anh ta. À, trở thành phần tử khủng bố sao? Vậy thì không phải là cậu sẽ bị tất cả các quốc gia văn minh trên thế giới này hợp tác với nhau để tiêu diệt à? Sau khi nghe xong những lời ấy, Hoàng Sung không nhịn được mà tỏ ra vô cùng kinh hãi. Vậy thì có phải là tôi cũng sắp bị trừ khử rồi hay không? Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó gân xanh nổi lên đầy đầu hắn, hắn mỉm cười rồi nói, anh có tin là ngay ngày mai thôi tôi có thể trừ khử anh ngay lập tức không hả, đồ chó chết này. Hoàng Sung vội vàng nói, tôi lỡ miệng ấy mà, tôi không cố ý nói như vậy đâu, tôi chỉ mong là sư phụ sẽ được hưởng phúc dài như tiên, sống thọ ngang với trời đất. Dương Quan Quan nhíu mày lại rồi nói, anh sắp sửa trở thành một phần tử khủng bố rồi, vậy mà thoạt trông anh lại không có một chút lo lắng nào cả nhỉ. Tề Đẳng Nhàn đáp lời cô ta, trái lại tôi còn đang muốn nhân cơ hội này để chém giết một trận cho thỏa thích đây. Tề Đẳng Nhàn cũng đã sắp trở thành phần tử khủng bố rồi, vậy thì việc gì mà hắn phải kiêng kỵ nương tay nữa chứ, hắn cứ đi giết bất cứ ai mà hắn thích là được, dù sao hắn cũng đâu thể cõng cái nồi này trên lưng một cách oan uổng. Sư phụ à, chuyện này thực ra không hề nhẹ nhàng như những gì cậu đang nghĩ đâu, nó nghiêm trọng lắm đấy. Nếu như cậu phải cõng cái nồi này trên lưng thì cậu cũng không còn nơi nào để nương thân thêm nữa đâu. Tôi đã từng tham gia rất nhiều đợt hành động với mục đích vây bắt và thanh trừ phần tử khủng bố rồi, phần lớn trong số đó là các đội ngũ do những thành phần tinh anh của một vài quốc gia liên hợp lại với nhau để hành động, từ xưa tới nay giá trị vũ lực của tất cả bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ đấy. Nếu có thể chơi đùa phần tử khủng bố đến khi chết thì bọn họ tuyệt đối sẽ không để người đó sống sót đâu. Hoàng Sung nói với vẻ mặt có chút lo lắng, hơn nữa, những người có liên quan với cậu cũng sẽ vì chuyện này mà giữ khoảng cách nhất định với cậu cho mà xem. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, về những chuyện này thì anh không cần lo lắng cho tôi làm gì, có đúng là cái thằng xúc sinh tên Nghiêm Động kia đang ở thành phố Hương Sơn không vậy hả? Nếu đúng thì tôi phải vặt cái đầu của anh ta xuống rồi mang đi hầm canh cho biết mặt. Hoàng Sung lắc đầu rồi nói, tôi muốn tự bản thân mình có thể hoàn thành chuyện này. Hơn nữa, hiện tại tôi cũng không thể biết được rằng liệu có phải là hắn ta đang có mặt ở thành phố Hương Sơn hay không. Có điều, chỉ cần Nhân Nhân và Nam Thiến vẫn còn đang ở lại bên cạnh tôi thì nhất định là hắn ta sẽ phải xuất đầu lộ diện mà thôi. Con gái của Nam Thiến là Nam Nhân Nhân cũng chính là con gái của Nghiêm Động, vốn dĩ ban đầu Hoàng Sung cũng không thể nào tiếp thu được sự thật đó, cũng vì vậy nên cho dù đã biết Nam Thiến ở nơi nào nhưng anh ta vẫn không muốn tìm đến chỗ Nam Thiến để gặp cô ấy. Mãi đến dạo gần đây, anh ta mới bắt đầu nghĩ thông suốt về chuyện này. Có điều cái tên Nghiêm Động kia cũng không phải là loại người tốt đẹp gì. Nghiêm Động đã nói là sau khi cho Nam Thiến 8 triệu thì anh ta sẽ không dây dưa làm phiền đến cô ấy nữa, vậy mà vào ngày khai trương cửa hàng mới của Nam Thiến thì anh ta lại ra lệnh cho Sở Vũ dẫn người đến khiêu khích cô ấy. Nếu như cuối cùng không có Lôi tổng quản của nhà họ Lôi đứng ra xử lý thì không biết mọi chuyện có thể phát triển đến mức nào nữa. Vậy nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ danh tiếng của Lôi tổng quản quá lớn nên dạo gần đây Nghiêm Động vẫn luôn không có động tĩnh gì. Hơn phân nửa là anh ta đang muốn im lặng ẩn náu để quan sát tình hình xem sao, dù sao ở thành phố Hương Sơn này thì nhà họ Lôi cũng là những nhân vật mà bất cứ ai cũng không thể trêu chọc vào còn gì. Còn nữa, đại hội võ đạo do Hồng Bang chi nhánh thành phố Hương Sơn và phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn liên thủ với nhau để tổ chức ra sắp sửa đến ngày khai mạc rồi đấy. Đến lúc đó mà chiến phi Lôi kéo tập thể các cao thủ ở phía nam đất nước tiến hành bao vây và tiêu diệt anh thì cũng vô cùng phiền phức cho coi. Dương Quan Quan rời trọng tâm câu chuyện sang chỗ khác, cô ta nói bằng giọng thật trầm. Bọn họ muốn đối phó tôi à?
vậy thì cũng phải xem liệu bọn họ có đủ năng lực để làm như vậy hay không mới được. Đến lúc đó thì tôi sẽ tự khiến cho bản thân bại lộ, tôi ngược lại cũng muốn thử xem những người đó có đủ năng lực để giữ chân tôi lại hay không. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười. Dạo gần đây tôi đang tập trung nghiên cứu quyền pháp chim đại bàng của Hồng Thiên Đô, tôi lại hiểu ra thêm một vấn đề mới nữa rồi, cũng không phải không có nguyên nhân gì mà bản lĩnh chạy trối chết của ông ta lại được xưng tụng là đệ nhất trong thiên hạ này đâu. Dương Quan Quan vô cùng kinh ngạc, cô ta hỏi lại, tự khiến cho bản thân bại lộ sao? Có phải hành động đó của anh có hơi mạo hiểm quá mức rồi hay không? Tề Đẳng Nhàn đáp lời cô ta, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước mọi việc. Sau khi làm cho đại hội võ đạo đó trở nên rối loạn thì tôi sẽ ngay lập tức chạy đi thật xa, nhân tiện còn kiếm thêm một số tiền nhỏ để bỏ túi mang theo nữa, đợi đến khi nào đã rửa sạch được danh phận phần tử khủng bố rồi thì tôi sẽ quay lại với thành phố Hương Sơn này. Suy nghĩ của Tề Đẳng Nhàn cực kỳ đơn giản, hắn chỉ muốn sử dụng vũ lực để phá tan tất cả những âm mưu thâm độc kia, hắn lười không muốn rông dài với những con người đó. Chẳng phải là Hồng Bang chi nhánh thành phố Hương Sơn và Phân Đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn đang chuẩn bị tổ chức một đại hội võ đạo gì gì đó để cố tình nhằm vào hắn sao? Cũng tốt thôi, vậy thì chính hắn sẽ khiến cho bản thân mình bại lộ trước mặt bọn họ vậy, hắn chỉ cần học theo trận đại chiến Kiều Phong đã xảy ra ở Tụ Hiền Trang thôi, sau đó hắn sẽ tiêu sái gạt mình ra khỏi trận chiến rồi rời đi. Chi tiết trong tiểu thuyết Kim Dung. Cứ như vậy thì mặt của hai tổ chức lớn nhất đều sẽ bị Tề Đẳng Nhàn vả cho sưng tấy, bọn họ cũng khó có thể tập hợp lòng người được nữa. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn đã có sẵn tính toán cho tất cả mọi việc. Chỉ sau 2 ngày nữa thôi, danh phận của hắn sẽ được quyết định là một phần tử khủng bố. Đến lúc đó thì đại hội võ đạo của thành phố Hương Sơn cũng sẽ bước vào giai đoạn bắt đầu tụ họp lại với nhau. Cả Hồng Bang chi nhánh thành phố Hương Sơn và Phân Đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn đều sẽ bỏ ra rất nhiều tài nguyên và nhân lực, lấy cao thủ đệ nhất ở thành phố Hương Sơn là Chiến Phi làm người cầm đầu, lôi kéo phần đông các cao thủ võ thuật ở vùng phía Nam để tất cả bọn họ cùng kết lại làm liên minh với nhau. Tề Đẳng Nhàn sẽ lộ diện ở buổi họp của đại hội võ đạo đó, quấy nhiễu đại hội võ đạo, sau đó nhanh chóng rời đi, trong quá trình đó thì nhân tiện bắt cóc thêm cả Quý Khải đi theo nữa. Tề Đẳng Nhàn đã kết thù với nhà họ Quý rồi còn gì, nếu như hắn bắt cóc Quý Khải theo thì thứ nhất là vừa có thể cảnh cáo nhà họ Quý một lần, thứ hai là vừa có thể kiếm được một số tiền lớn để đền bù một chút tổn thất của bản thân, có lý do gì mà hắn lại không làm như vậy cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn dẫn dắt hai học trò của mình luyện công phu cho xong rồi quay lại nhà họ Lôi để lên tiếng chào Lôi Thiên Tứ, sau đó hắn rời đi, cũng hứa hẹn với Lôi Thiên Tứ rằng bản thân sẽ về lại nhà họ Lôi vào buổi tối ngày hôm đó. Hạng mục lắp trên du thuyền mà Dương Quan Quan và Hứa Trường Ca đang cùng rót vốn đầu tư với nhau đã bắt đầu quá trình thi công rồi, ở bên phía cảng vốn dĩ đã có sẵn một thiết kế cột chống tương đối phù hợp, có điều số lượng công trình cần xây dựng khá là lớn, số vốn đầu tư được rót vào cũng khá là lớn, muốn thu hồi lại vốn đầu tư thì cũng cần một khoảng thời gian. Vốn dĩ Dương Quan Quan đã hẹn Hứa Trường Ca rằng đến buổi chiều thì bọn họ sẽ cùng nhau đến công trường để thị sát tình hình một chuyến xem sao. Kết quả là cô ta đợi tận nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hứa Trường Ca ở đâu cả. Bởi vì Tề Đẳng Nhàn cũng muốn nói chuyện với Hứa Trường Ca một chút nên hắn cũng đi theo Dương Quan Quan. Không phải là Hứa Tổng đã quên mất chuyện này rồi đấy chứ? Dương Quan Quan không nhịn được mà cau mày rồi hỏi, cô ta lấy điện thoại di động ra để chuẩn bị bấm số gọi cho Hứa Trường Ca. Chú Hứa là một con người tương đối tuân thủ giờ giấc. Bệnh hay quên của chú ấy cũng chưa nghiêm trọng đến mức như vậy đâu. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu rồi nói, tôi đoán là có thể giữa chừng đã có chuyện gì đó xảy ra nên tạm thời chú ấy chưa thể tới đây để gặp cô được. Dương Quan Quan gọi vào số điện thoại của Hứa Trường Ca, nhưng trạng thái ở đầu dây bên kia lại là báo bận, cô ta bèn nói với Tề Đẳng Nhàn, không gọi được cho ông ấy. Tề Đẳng Nhàn lập tức đề nghị, để tôi gọi điện cho con gái của ông ấy thử xem sao. Nhất thời Dương Quan Quan lại lần nữa nở một nụ cười lạnh rồi nhíu mày và nói, vậy mà anh còn nói là anh không có quan hệ gì với Hứa Ước Ngọc cơ đấy, anh còn lưu số của cô ta nữa cơ mà. Tề Đẳng Nhàn cũng không dám biện hộ điều gì cho vấn đề đó, dù sao cũng nhờ có ơn của Từ Ngạo Tuyết đã dùng thủ đoạn để gài bẫy hắn mà hình tượng của hắn trong mắt Dương Quan Quan cũng đã sụp đổ rồi, cho dù có nhiều lời với cô ta thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Tề Đẳng Nhàn gọi vào số điện thoại của Hứa Ước Ngọc, chuông điện thoại vừa mới reo được hai hồi thì người ở đầu dây bên kia đã bắt máy, bọn họ nghe thấy giọng nói tràn đầy lo lắng của Hứa Ước Ngọc vọng ra, bé mập à, không xong rồi, daddy của tôi đã gây ra chuyện lớn rồi. Tề Đẳng Nhàn vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt, hắn hỏi, có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Ban nãy tôi đã gọi vào số điện thoại của chú Hứa nhưng mà chú ấy lại không bắt máy, vì thế nên tôi mới gọi vào số điện thoại của cô. Ngày hôm qua tôi và Daddy đã cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, sau đó có mấy người tìm đến trêu chọc tôi, bọn họ bị tôi cự tuyệt mà còn muốn giở trò tái máy tay chân với tôi nữa. Cuối cùng thì bọn họ bị Daddy của tôi đánh gục, nhưng mãi sau bọn tôi mới biết được rằng những người đó đến từ võ đường chiến thiên. Hứa Ước Ngọc nói bằng giọng hết sức lo lắng và sợ hãi. Hứa Ước Ngọc kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho Tề Đẳng Nhàn nghe một cách đơn giản và ngắn gọn nhất. Bây giờ thì Hứa Trường Ca đã bị người ta mời đến võ đường chiến thiên để giải quyết vấn đề rồi. Một nơi như thành phố Hương Sơn ấy à, nếu như muốn nói nó là đô thị lớn, điểm giao thương giữa trong nước và quốc tế thì cũng không phải là sai. Thế nhưng có rất nhiều chuyện mà người dân ở nơi này lại giữ vững quan điểm bảo thủ mà không chịu thay đổi. Ở thành phố Hương Sơn này, người ta cực kỳ coi trọng quy củ giang hồ, thậm chí mức độ coi trọng còn hơn bất cứ một thành phố nào khác trên địa phận nước Hoa. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng có lẽ câu chuyện không chỉ đơn giản là như vậy, dù sao Hứa Trường Ca cũng là một người có địa vị và danh tiếng, làm gì có ai không có mắt mũi mà dám trêu chọc con gái của Hứa Trường Ca ngay trước mặt ông cơ chứ. Cho dù có nghĩ như thế nào thì hắn cũng cảm thấy rằng trong câu chuyện vừa rồi có một chút mùi âm mưu. Cậu của tôi đang nghĩ cách nhờ và bạn bè giúp đỡ rồi, hiện tại thì tôi cũng không biết là tôi phải làm gì nữa đây, Hứa Ước Ngọc nói, có vẻ như cô đang rất sốt ruột và nóng lòng. Có sao thì nói vậy thôi, trong thời buổi hiện nay thì đúng là con gái khi đi ra ngoài sẽ rất dễ gặp nguy hiểm thật, không chừng sẽ có một vài tên lưu manh nào đó bắt đầu trêu chọc bạn, nếu như trêu chọc không thành công thì có thể bọn chúng sẽ đánh cho bạn một trận, quả thực là vô cùng đáng ghét. Hứa Trường Ca chẳng qua cũng chỉ làm ra những việc mà một người bố nên làm, đó là bảo vệ con gái của mình mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nói với Hứa Ước Ngọc, ngay bây giờ tôi sẽ đến võ đường chiến thiên, cô không cần phải sốt ruột làm gì cả, để tôi giúp chú Hứa giải quyết chuyện lần này cho. Hứa Ước Ngọc vội vàng nói, này bé mập, anh đừng có mà làm loạn nữa, tôi biết là anh có bản lĩnh cực kỳ lợi hại, thậm chí anh còn có thể khiến cho Lôi lão đứng ra nói chuyện giúp anh. Nhưng mà dù sao chuyện này cũng có liên quan đến những người nằm trong giới giang hồ mà, ở thành phố Hương Sơn này có một quy củ, nếu như là chuyện của giới giang hồ thì phải để cho người nằm trong giới giang hồ giải quyết, nếu như anh vận dụng mối quan hệ của anh với Lôi lão để giải quyết chuyện này thì sau này nhà họ Hứa chúng tôi cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại thành phố Hương Sơn được nữa đâu. Những lời mà Hứa Ước Ngọc vừa mới nói thực sự không phải là nói quá. Ở thành phố Hương Sơn này thì các tổ chức giang hồ có mối liên kết rất chặt chẽ với nhau. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn có thể mời Lôi Thiên Tứ đứng ra hòa giải nhưng hắn không thể sử dụng danh tiếng của Lôi Thiên Tứ để áp chế võ đường chiến thiên được, nếu không thì chắc chắn là những người thuộc giới giang hồ ở thành phố Hương Sơn đều sẽ không tán thành chuyện đó, sau này nhà họ Hứa cũng sẽ bị những người thuộc giới giang hồ cô lập và trở thành mục tiêu mà bọn họ săn đuổi. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không hành xử tùy tiện đâu. Tôi cũng không cần phải kinh động đến Lôi lão chỉ vì chút chuyện nhỏ như thế này. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp lại. Quả thực là nhà họ Lôi thiếu nợ Tề Đẳng Nhàn một ân tình không nhỏ, nhưng mà hắn cũng không thể cứ động một tí là lại lấy nhà họ Lôi ra để xử lý những chuyện vụn vặt được. Có khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà không chứ? Nếu như hắn thực sự làm vậy thì có vẻ là nhân phẩm của hắn đang dần dần bị mài mòn, mà cứ nhờ vả mãi thì nhà họ Lôi cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Sau khi cúp cuộc điện thoại gọi cho Hứa Ước Ngọc, Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại rồi nói với Dương Quan Quan, đã có chuyện xảy ra với chú Hứa rồi, chú ấy chọc tới người của võ đường chiến thiên, bây giờ thì chú ấy đang bị người của võ đường chiến thiên mời về chỗ bọn họ để giải quyết. Nghe xong những lời ấy, Dương Quan Quan không nhìn được mà híp mắt lại rồi nói bằng giọng hết sức lạnh lùng, võ đường chiến thiên sao? Vậy thì chắc chắn chuyện này lại là do cái tên chó chết Chiến Phi đó gây ra rồi. Cái tên hèn hạ đó, đặt tên võ đường như vậy mà cũng không biết chữ ngượng viết như thế nào à? Để sau này tôi sẽ rót vốn đầu tư rồi thành lập một võ đường tên là võ đường Diệt Thiên, sau đó xây võ đường Diệt Thiên ở đối diện võ đường Chiến Thiên luôn.
đến lúc đó thì xin hoan nghênh hắn ta tìm tới để đập phá võ đường của tôi. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy thì bỗng dưng nở nụ cười rồi nói, lại còn võ đường diệt thiên nữa cơ à? Có điều Chiến Phi người ta được khắp nơi vinh danh là đệ nhất cao thủ của thành phố Hương Sơn đấy, chắc hẳn là anh ta cũng phải có một chút tài năng thực sự, không phải đối với anh ta thì việc đập phá võ đường của cô chỉ là một chuyện rất đơn giản thôi sao? Dương Quan Quan đáp lại, nếu như Chiến Phi muốn đập phá võ đường của tôi thì tất nhiên đó là một chuyện đơn giản, nhưng mà chẳng lẽ tôi lại không thể mời người khác đến để giúp sức hay sao? Mấy cao thủ võ thuật ở trong ngục giam U Đô của anh ấy, anh cứ thả một vài người trong số đó ra ngoài là đủ để đánh cho hắn ta phải xón cả phân ra quần rồi. Tề Đẳng Nhàn không thể không dở khóc dở cười, đối với hắn mà nói thì cục diện bây giờ là cực kỳ bất lợi, nếu như hắn thực sự thả những người đó ra ngoài thì khả năng cao là bọn họ có thể dùng đủ các loại thủ đoạn bạo lực máu me để tiêu diệt võ đường Chiến Thiên chỉ trong vòng nửa phút đồng hồ, vậy nhưng làm gì có ai có thể áp chế được mấy tên ma vương tái thế đó nữa chứ? Dù sao nếu như bọn họ muốn tạo phản thì chỉ cần khiến cho thân phận của Tề Đẳng Nhàn bại lộ là xong, đến khi ấy thì hắn chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Lần trước khi tới Ma Đô cùng với Tề Bất Ngữ, Tham Lang thậm chí còn nảy ra ý định đánh lén ông, chứ đừng nói gì đến Tề Đẳng Nhàn vốn đã có thanh danh yếu hơn Tề Bất Ngữ hẳn một bậc. Vậy nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không nói thêm một lời nào với Dương Quan Quan nữa, hắn chỉ đi thẳng một đường tới võ đường Chiến Thiên. Khi vừa mới đặt chân vào cửa võ đường Chiến Thiên thì đúng lúc hắn gặp phải đám người Hứa Ước Ngọc đang đứng đợi ở nơi đó. Ngay cả mẹ của Hứa Ước Ngọc là Triệu Tân Lan và cậu của Hứa Ước Ngọc là Triệu Tân Không cũng đều có mặt ở nơi này, hình như ba người bọn họ đang đợi một ai đó đến để giúp đỡ. Bé mập à, sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Hứa Ước Ngọc vội vàng tiến tới bắt chuyện với hắn. Cả Dương Tiểu Thư cũng tới đây sao? Dương Quan Quan đáp lại, tôi là đối tác làm ăn của chú Hứa mà, nếu như có chuyện gì xảy ra với chú ấy thì đương nhiên là tôi phải tới xem một chút rồi. Triệu Tân Không không nhịn được mà nhướng mày rồi nói, Tiểu Ngọc à, chẳng phải là cậu đã bảo cháu rồi sao, là cậu đã liên lạc với nhà họ Hà để xin bọn họ giúp đỡ chúng ta rồi, bọn họ sẽ gọi cho thiếu đà chủ Trần Hùng Phi của phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn để cậu ấy ra mặt hòa giải giúp chúng ta còn gì. Chắc chắn là sẽ không có chuyện võ đường Chiến Thiên không nể mặt Trần thiếu đà chủ rồi. Triệu Tân Lan cũng nói hùa theo, đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa yêu cầu của nhà họ Hà còn cực kỳ đơn giản nữa chứ, bọn họ chỉ muốn con và Hà Định Khôn làm quen với nhau như bạn bè nam nữ bình thường thôi, thậm chí với chúng ta mà nói thì đây còn là một chuyện tốt nữa chứ. Sau khi nghe xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn chỉ lắc đầu rồi nói, các người đừng có mà làm hại Hứa Ước Ngọc, nhà họ Hà hiện giờ đang là thế lực đối đầu với thị trưởng Hoàng của thành phố Hương Sơn, hơn nữa chẳng còn bao lâu nữa là nhà họ Hà sẽ xuống dốc cho coi. Ha ha ha, tại sao tôi lại cảm thấy có mùi chua tỏa ra từ những lời vừa rồi vậy nhỉ? Nhà họ Hà mà xuống dốc sao? Tôi nói cho cậu biết nhé, mấy ngày trước nhà họ Hà vừa mới tạo được mối liên kết với thị trường trang sức ở bên phía nước Mỹ, bọn họ đang chuẩn bị đổi hướng phát triển theo hình thức quốc tế hóa rồi đấy. Liệu cậu có biết đối tác của nhà họ Hà ở quốc tế là ai không vậy nhỉ? Chỉ sợ nói ra thì cậu sẽ sợ đến mức tè ra quần mất. Đó chính là tập đoàn tài chính Boston có danh tiếng rất cao đấy. Cậu đã từng nghe qua về danh tiếng của tập đoàn tài chính Boston chưa vậy? Bọn họ chính là tập đoàn tài phiệt đứng đầu nước Mỹ, đã từng nâng đỡ một vị chính trị gia lên được chức tổng thống đấy. Sau khi nghe xong những lời mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới nói, Triệu Tân Không bật cười ha ha, ông ta thầm nghĩ trong lòng rằng cái thằng danh con kia đúng là loại cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chỉ biết nói vớ vẩn linh tinh để quấy nhiễu chuyện tốt giữa nhà họ Hà với nhà họ Hứa. Làm sao mà Tề Đẳng Nhàn có thể không biết về chuyện mà ông ta vừa nhắc đến được cơ chứ, thậm chí người liên lạc với tập đoàn tài chính Boston còn chính là Lý Vân Uyển cơ mà. Bên phía Lý Vân Uyển đã phải dùng tận 500 triệu đô la Mỹ để khiến cho tập đoàn tài chính Boston đồng ý phối hợp với bọn họ. Trên thực tế thì tập đoàn tài chính Boston căn bản chỉ đang sử dụng danh tiếng sẵn có để kiếm được số tiền kia mà thôi. Lý Vân Uyển cũng tận dụng danh tiếng của tập đoàn tài chính Boston để tiến hành lập nên một kế hoạch phát triển ở nước Mỹ, còn bên phía tập đoàn tài chính Boston thì chỉ cần phái một vài nhân vật dâu ria xuất hiện để phối hợp với cô ta, khiến cho kế hoạch mà bọn họ lập ra được tiến hành thuận lợi hơn một chút.
Đây cũng chính là lý do vì sao mà Lý Vân Uyển lại nói rằng đám người ở nước Mỹ rất thành thạo công phu sư tử ngoạm, dù sao thì tập đoàn tài chính Boston cũng không cần phải bỏ công sức gì lớn lao nhưng bọn họ vẫn có thể thu 500 triệu đô la Mỹ vào trong tay mình. Cái bẫy này chính là do ông đây tự tay đào để đợi bọn họ nhảy vào đấy, làm sao mà ông đây có thể không biết được. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà liếc mắt nhìn Triệu Tân Không một cái. Triệu Tân Lan lại tằng hắng một tiếng rồi nói tiếp, tiểu Lý Tử à, tôi thừa nhận là quả thực cậu cũng không quá tệ, thậm chí cậu còn có thể khiến cho ông chủ quan phải cúi đầu xin lỗi cậu. Nhưng cậu cũng cần phải biết rằng nhà họ Hà chính là gia tộc thuộc tầng lớp cao nhất ở thành phố Hương Sơn chúng tôi, nếu như lấy cậu ra so sánh với bọn họ thì chênh lệch vẫn còn vô cùng rõ rệt, cậu vẫn còn phải nỗ lực thêm nhiều lắm đấy. Tề Đẳng Nhàn thực sự rất muốn hỏi Triệu Tân Lan một câu. Hôm nay bà không mời ông đây uống cà phê nữa à? Nhưng nghĩ lại thì cuối cùng hắn vẫn không hỏi. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một chiếc xe ô tô sang trọng cũng đã dừng lại trước cửa võ đường Chiến Thiên, có hai người bước xuống từ trên xe, đó chính là thiếu đà chủ của phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn là Trần Hùng Phi và đại thiếu gia của nhà họ Hà là Hà Định Khôn. Cả vợ và em vợ của Hứa Trường Ca đều có vấn đề đầu óc, phải không vậy? Dương Quan Quan không nhìn được mà quay sang nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi thấp giọng hỏi hắn. Ặc, đừng có mà nói như vậy chứ. Tề Đẳng Nhàn thấp giọng trả lời lại, tuy rằng hắn cũng rất tán đồng với những gì mà Dương Quan Quan vừa nói. Triệu Tân Không vừa mới nhìn thấy hai người Trần Hùng Phi và Hà Định Khôn thì đã hận không thể quỳ xuống liếm chân bọn họ ngay lập tức, thái độ của ông ta khác hẳn lúc nói chuyện với Tề Đẳng Nhàn. Hà Định Khôn cũng nhìn thấy Dương Quan Quan. Anh ta không nhịn được mà mỉm cười rồi chào hỏi, Dương Tiểu Thư cũng có mặt ở đây sao? Dương Quan Quan gật đầu một cách lạnh nhạt, mối quan hệ giữa cô ta và Hà Định Khôn cũng không phải sâu đậm gì, chẳng qua bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần, cũng từng dùng bữa chung và nói chuyện phiếm một hồi với nhau mà thôi. Bây giờ thì Dương Quan Quan cũng có thể được coi là một thế lực trấn giữ một phương rồi. Mọi người không cần phải mời Dương Tiểu Thư đến đây làm gì đâu. Bởi vì cho dù bây giờ thế lực của Dương Tiểu Thư ở Ma Đô là rất lớn nhưng xét cho cùng thì cô ấy cũng không có nhiều tiếng nói ở thành phố Hương Sơn cho lắm. Hà Định Khôn quay mặt về phía đám người Triệu Tân Lan rồi lắc đầu và nói như vậy. Triệu Tân Không bèn vội vàng nói, Hà thiếu gia à, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi đâu có xin bọn họ giúp đỡ chúng tôi, là bọn họ tự mình chạy đến đây muốn tham dự đấy chứ. Dương Quan Quan không nhịn được mà quay sang nhìn Tề Đẳng Nhàn. Có vẻ cô ta rất buồn cười, ánh nhìn đó ý muốn bảo rằng đáng đời cái tên thích chơi trò mặt nóng dán mông lạnh, bây giờ thì hắn bị người ta làm cho bẽ mặt rồi đấy, có thấy thoải mái không? Tề Đẳng Nhàn thì không quan tâm đến những chuyện đó, hắn chỉ để ý đến sự an toàn của Hứa Trường Ca thôi, hơn nữa hắn cũng đã quyết định rằng mình sẽ nâng cao địa vị của Hứa Trường Ca lên để ông giúp mình kiểm soát Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn rồi. Trần Hùng Phi nói bằng giọng hết sức lạnh nhạt, lần này các người mời tôi là mời đúng người rồi đấy. Sắp tới phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn sẽ liên thủ cùng với Hồng Bang chi nhánh thành phố Hương Sơn để tổ chức đại hội võ đạo, Chiến Phi sư phụ chính là người được chúng tôi nhận định là minh chủ võ lâm của vùng phía Nam. Tuy rằng Hứa tiên sinh đã ra tay đánh đồ đệ của Chiến Phi sư phụ, nhưng vấn đề này không phải là quá lớn, chỉ cần tôi nói một hai câu thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi. Đi thôi, chúng ta không nên lãng phí miệng lưỡi ở chỗ này làm gì cho tốn thời gian. Hai chị em Triệu Tân Lan và Triệu Tân Không đều bị khí chất toát ra từ Trần Hùng Phi làm cho chấn động, bọn họ âm thầm tỏ ra kính nể trong lòng, không hổ là thiếu đà chủ của phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn, ngay cả lời nói cũng rất có trọng lượng. Dương Quan Quan không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi hỏi, nếu như tôi đánh nhau với anh ta thì ai sẽ là người chiến thắng vậy? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đáp lời cô ta, cô có thể đánh cho anh ta xón cả phân ra quần luôn ấy chứ. Nghe xong những lời ấy, Dương Quan Quan bèn nở nụ cười thỏa mãn rồi khẽ gật đầu. Võ công của Dương Quan Quan chính là do Tề Đẳng Nhàn sử dụng tài nguyên để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng, vốn dĩ bản thân cô ta cũng có thiên phú kinh người rồi, lại thêm vào nhiều tài nguyên như vậy. Nếu như cô ta còn không có một chút tài năng nào thì tốt hơn hết là cứ tìm đại một vách núi nào đó rồi nhảy xuống luôn đi cho xong. Trước đây Trần Hùng Phi đã từng giao đấu với Tề Đẳng Nhàn, chỉ trong vòng chưa đến 3 chiêu mà hắn ta đã bị một quyền bán bộ băng quyền đánh gục rồi.
Theo như những gì mà Tề Đẳng Nhàn nhận xét thì chỉ sợ bây giờ Trần Hùng Phi thậm chí còn không thể đỡ nổi một đòn của hắn. Được được được, cảm ơn thiếu đà chủ, cũng cảm ơn Hà thiếu gia vì đã giúp chúng tôi liên lạc với cậu ấy. Đợi đến khi nào lão hứa có thể bình an vô sự đi ra ngoài thì tôi xin cam kết là sẽ để cho Tiểu Ngọc đính hôn với cậu. Triệu Tân Lan vội vội vàng vàng nói, cứ như thể bà ta rất sợ mình sẽ không gả được Hứa Ước Ngọc ra bên ngoài vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.